Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam trên 365 FM tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Thảo Nguyên rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình tư vấn trực tiếp về sức khỏe và chương trình trực tiếp ở truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM ở hai tần số quen thuộc 97,5 MHz ở khu vực Đông Nam Bộ, 92,7 MHz ở khu vực Bắc Bộ và trang mạng giao thông quốc gia 91.com.vn. Quý vị chúng ta có thể tham khảo số điện thoại hotline của chúng tôi khi quý vị chúng ta cảm thấy chủ đề về sức khỏe phù hợp với bản thân của mình, hoặc là chúng ta có thể mang sự lợi ích này đến với người thân. Số là 0826365365, 0827365365 và 365 Midi Home 1900-9204. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về chủ đề, đó chính là phòng ngừa và điều trị thoái hóa khớp. Như quý vị chúng ta cũng đã biết, thoái hóa khớp được xem là bệnh lý của tuổi già. Thoái hóa khớp sẽ gây đau, về lâu về dài sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống và đặc biệt nó còn là gánh nặng cho kinh tế gia đình và toàn xã hội. Thoái hóa khớp thường diễn biến nó âm thầm và nguy hiểm và có thể dẫn đến tàn phế. Có đến 80% người thoái hóa khớp bị hạn chế vận động và 20% không thể làm các công việc thường ngày. Và theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 20% dân số bị mắc bệnh thoái hóa khớp. Ở Mỹ là 80% trên 55 tuổi bị thoái hóa khớp. 12,1% người tuổi từ là 25 tuổi trở lên có triệu chứng của thoái hóa khớp. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì sao? Con số này nằm ở độ khoảng dao động là 23,3% người trên 40 tuổi bị thoái hóa khớp. Và đáng chú ý hơn là căn bệnh này sẽ không chỉ dừng lại ở đối tượng là người cao tuổi, mà dần dần nó sẽ có xu hướng là trẻ hóa và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến là chúng ta phải thay khớp. Và thoái hóa khớp nếu được chẩn đoán kịp thời và điều trị sớm thì có thể làm chậm quá trình phát triển của bệnh và giảm những cái triệu chứng bị đau, giúp duy trì cuộc sống nó năng động hơn và chúng ta hoạt động bình thường. Và số điện thoại của chúng tôi là 0826-365-365, 0827-365-365. Chương trình đã bắt đầu mở và đón nhận những câu hỏi từ phía quý vị. Hôm nay, Thảo Nguyên xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Tính đến từ Trung tâm Phát triển Công nghệ Y tế từ xa Việt Nam sẽ tham gia trò chuyện cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác sĩ. Xin chào chị Thảo Nguyên. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ, mấy tuần rồi Thảo Nguyên và bác sĩ mới gặp nhau. Không biết là những ngày qua cuộc sống của bác sĩ như thế nào ạ? Cuộc sống cũng bình thường nhưng mà có nỗi buồn chung của đất nước là cái bão miền Trung và gây thiệt hại rất nặng nề. Dạ. Hôm nay thì chúng ta cũng sẽ một phần nào đó mình cầu mong làm sao đó ông trời ông đừng có mưa lớn nữa để cho người dân miền Trung họ thở hơn. Và đúng thật là cái thời điểm bão lũ như thế này cộng thêm bệnh tình mà thoái hóa, tại vì là mưa gió đúng không bác sĩ? Rồi trở gió là xương khớp của mình nó sẽ bị đau. Nó ảnh hưởng rất nhiều nên chúng tôi cũng hy vọng là thông tin này sẽ đến kịp thời để giúp cho quý vị chúng ta khỏe hơn mỗi ngày. Bây giờ rất mong bác sĩ sẽ chia sẻ với câu đầu tiên là thoái hóa khớp là gì và vì sao chúng ta lại bị thoái hóa khớp ạ? Vâng. Thì trước khi trả lời câu hỏi của Thảo Nguyên thì cũng phải trình bày với mọi người để hiểu rằng là thế nào là khớp đó. Vâng, thì cơ thể chúng ta có khoảng 206 cái xương ở cái tuổi trưởng thành. Thì những cái xương này kết nối với nhau bởi cái khớp. Thế và khi trưởng thành thì nó có khoảng chừng 250 cho tới 350 khớp trên cơ thể mình. Thế thì nhiều khớp như vậy thì khớp là cái gì? Khớp là cái kết nối vật lý giữa các xương với nhau bởi các hệ thống bao khớp, gân cơ, dây chằng. Thế và thành phần của khớp thì nó vô cùng là phức tạp và đa dạng. Thế chủ yếu của nó là những cái chất tổ chức liên kết, rồi
những cái gân cơ dây chằng và bên trong khớp nó có những cái tổ chức sụn khớp và dịch khớp. Và khớp thì có cái vai trò vô cùng quan trọng, nó cùng với hệ xương nó nâng đỡ toàn bộ cơ thể mình và giúp cơ thể mình di chuyển và hoạt động một cách rất là linh hoạt. Và khi mà chúng ta quá trình tuổi tác rồi thời gian nó tích lũy lại, nó sẽ gây ra thoái hóa không những khớp mà nhiều các cơ quan nữa. Thì khớp thì thoái hóa thì nó biểu hiện là nào, nhất là nó thực sự nó là cái sự lão hóa của các cái tế bào tổ chức ở trong khớp và những cái tổ chức xung quanh khớp. Và sự thoái hóa này nó dẫn tới biến dạng về hình thái, cấu trúc cũng như là về cái sinh hóa và chức năng của khớp. Nó dẫn tới là tổn thương về cái sụn khớp, nứt sụn khớp rồi tiêu sụn khớp, rồi dần dần sẽ dẫn tới là cứng khớp, đau rồi cứng khớp, nên là ảnh hưởng rất nhiều tới cái chức năng hoạt động của cơ thể. Và dạ, vậy thì một cái câu hỏi được đặt ra là vậy tại sao là lại có cái tình trạng là thoái hóa khớp, và thực sự đây có phải là bệnh của tuổi già hay không, hay là như thế nào ạ? Người ta nói rằng cái thoái hóa khớp nó là cái hậu quả của tích lũy tuổi tác và cái tác động cơ học. Vậy là mình già thì mình mới bị. Già thì nó các cái cơ quan nó bị thoái hóa. Tức là cơ thể mình luôn luôn có sự thay đổi giữa cái mà tế bào nó mất đi và thì có cái tế bào khác nó sinh sản lên để nó thay thế. Nhưng mà khi tuổi già rồi thì những cái tế bào này nó không được thay thế kịp thời. Đâm ra nó mất dần cái chức năng của nó. Gọi là lão hóa. Đây là gọi là cái thoái hóa khớp là cái hậu quả của quá trình đó. Thế và thực sự là nó làm cho cái ảnh hưởng rất nhiều đến cái chức năng của cơ thể mình. Thế và cái nguyên nhân của nó thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà người ta quy ra thành hai cái nhóm nguyên nhân chính. Như là nguyên nhân nguyên phát và nguyên nhân thứ phát. Nguyên nhân nguyên phát thì bao gồm là do tuổi tác, do tự nó phát sinh ra. Thế là khi mình lớn tuổi rồi thì là nó có những yếu tố nó không thuận lợi thì nó sẽ thoái hóa. Cái thứ hai là do cái bẩm sinh. Tức là khi sinh ra rồi nó đã có những cái dị tật của xương khớp, ví dụ cong vẹo của sống, rồi dị tật ở các cái khớp, rồi các cái xương. Và cái nguyên nhân nữa là cái di truyền, những yếu tố này thì nó cũng ít thôi. Khớp mà cũng ít. Di truyền ạ? Có chứ, có di truyền. Nhưng mà ít, cái này thì người ta ít đề cập tới. Và cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân về thứ phát, tức là trong quá trình cuộc sống mình mắc phải, thì bao gồm là ví dụ như những cái chấn thương về gãy xương, rồi chấn thương tổn thương đến khớp, và những cái bệnh lý mà gây viêm khớp, rồi u ở khớp, rồi tất cả các bệnh lý ví dụ nó gút chẳng hạn cũng gây ra cái thoái hóa khớp rất là nhanh. Thì đấy là những nguyên nhân và nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng mà nó thuộc vào hai cái nhóm nguyên nhân đó. Thế và cái thoái hóa khớp này thì nó có nhiều cái giai đoạn và nó tiến triển rất là âm thầm, từ từ, cho nên nhiều khi mình cảm nhận nó không kịp thời. Nên là mình không có cái thái độ mà mình chăm sóc và bảo vệ nó cho tốt thì nó sẽ dẫn tới hậu quả sau này là hạn chế cái chức năng rất là nhiều. Quý vị, mình cũng nghe bác sĩ chia sẻ là nó diễn tiến âm thầm và rất là nguy hiểm. Và chính vì lý do đó cho nên là chúng ta cần phải là hiểu rõ về nó nhiều hơn. Bởi vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, chúng ta ít khi nào để ý nhiều sức khỏe của mình lắm. Chỉ khi nào cơ thể của mình nó biểu tình, nó lên tiếng là không đi được, hoặc là xoay bên phải đau, xoay bên trái đau, ngửa người mình ngửa cũng không được, hoặc là gập người xuống mình cũng làm cũng không xong luôn. Thì đó là những cái dấu hiệu mà Thông Nguyên nghĩ rằng nó khá nặng rồi. Và bây giờ chúng tôi nghĩ rằng là quý vị chúng ta mình sẽ thăm khám sức khỏe qua kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị gọi về số 0826-365-365, 0827-365-365 để mình hiểu hơn là đối với người trẻ thì sẽ bị như thế nào và tiến độ của cái bệnh này nó ra làm sao. Còn đối với các cô chú lớn tuổi thì mình sẽ điều trị và phòng ngừa như thế nào, vẫn là những điều mà Thông Nguyên nghĩ rằng nó hết sức cần thiết trong chương trình ngày hôm nay. Thông Nguyên chia sẻ lại một lần nữa số điện thoại để quý vị chúng ta gọi. Và quý vị chúng ta nên gọi ngay từ bây giờ, chứ tại vì là khi mà quý vị chúng ta mình đợi gần đến cuối chương trình quý vị gọi rất là nhiều, chúng tôi không thể nào đáp ứng được. Thế là mình lại bị nợ và không có chia sẻ hết thì rất là uổng phí. Lúc bắt đầu chương trình chúng ta nên nhanh tay và đừng ngại ngùng quý vị, bởi vì sức khỏe của chúng ta là trên cả.
ngại ngùng thì cũng chẳng được gì hết. Số điện thoại là 0826-365-365, 0827-365-365. Và quý vị, chúng ta có thể gọi đến tổng đài của 365 Midi Home. Đây là nơi mà quý vị chúng ta sẽ thăm khám miễn phí và video call cùng với bác sĩ ở số 1900-9204. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trang mạng giao thông quốc gia. Ở đây thì các bạn thành viên cũng đã gửi lời chào đến với chương trình. Và một cái câu hỏi mà Thông Nguyên cũng xin được đọc để bác sĩ có thể tư vấn cho vị khán thính giả khi mà đang xem chương trình qua trang mạng giao thông quốc gia. Rõ ràng là khi đến đây thì chúng ta sẽ thấy là các bạn thành viên cũng gặp rất nhiều những vấn đề về sức khỏe. Như bạn Là Vì Em: chào bác sĩ, tôi năm nay 59 tuổi. Dạo gần đây cứ hôm nào đi lại nhiều tôi cảm thấy đau đầu gối và nó bị nhức. Đi khám thì được chẩn đoán là bị thoái hóa khớp gối cấp độ 2. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi, thoái hóa khớp uống thuốc gì và tôi cần làm gì để cải thiện tình trạng thoái hóa khớp gối ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi, mời bác sĩ sẽ tư vấn cho Là Vì Em ạ. Vâng, cảm ơn. Nickname nghe rất là lãng mạn. Nhưng mà bị không biết bác này là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 59 tuổi. Vâng. À, đau khớp gối thì cái tuổi này là cái tuổi mà nó biểu hiện của cái thoái hóa nó tương đối rõ rồi. Thế mà những cái thoái hóa khớp gối thì cái giai đoạn đầu ấy, là nó chưa có rõ ràng, có thể nó chỉ đau khi mà mình vận động thật nhiều hoặc là mình làm cái gì đó thật nặng, thật đột ngột, nó đau thoáng qua thôi, thì sau này nó hết. Thế còn cái giai đoạn 2 là tức là cái giai đoạn mà nó mức độ nhẹ, tức là khi mà anh vận động các thứ thì nó sẽ đau, đau rồi nghỉ ngơi đã hết, và thậm chí là thường gặp nhất là sáng ngủ dậy thường là đau, đau chúng ta phải nghỉ ngơi rồi xoay các cái khớp một lúc thì nó sẽ hết. Thế và cái đó cứ lặp đi lặp lại một thời gian. Thế rồi dần dần nếu mà chúng ta không chữa tốt thì nó sẽ tiến triển đến giai đoạn 3, tức là giai đoạn mà cái triệu chứng nó tương đối rõ rồi. Thế và triệu chứng rõ rồi thì có nghĩa là chúng ta vận động bình thường thì có thể nó cũng sẽ đau, đi lên đi xuống cầu thang rất là đau, đấy là khớp gối. Thế giai đoạn 4 là giai đoạn mà các cái khớp nó đã bị biến dạng hết rồi, nó có cứng khớp rồi, những cái hoạt động của chúng ta đi lại di chuyển là vô cùng khó khăn. Thế là của anh mà đau khớp gối mà đi khám người ta xác định là độ 2, có nghĩa là mức độ nó vẫn còn nhẹ thôi. Thế và cái cách điều trị thì cái khớp gối này là cái khớp mà nó chịu cái tải trọng của cơ thể ta rất là nhiều. Cho nên là trước hết nếu mà anh có tăng cân, cái chỉ số BMI của mình ấy, nó quá vượt cái chỉ số trên 23 ấy, thì chúng ta phải có chế độ ăn để giảm cân đi, để làm cho cái khớp gối này nó không bị chịu cái tải trọng đó. Thì cái thứ hai là cái chế độ sinh hoạt của mình nó phải theo một cái nề nếp, tránh ngồi những tư thế mà ví dụ ngồi xổm lâu hoặc là những cái ngồi mà tư thế thấp xong chúng ta đứng dậy là nó rất đè nén cái khớp gối rất là nhiều. Cái thứ ba là trong cái làm việc cũng vậy, chúng ta tránh một số những cái công việc nó nặng nhọc, mang vác tất cả thứ thì nó sẽ cũng đè nén cái khớp gối. Nên là về cái sinh hoạt và cái chế độ ăn. Còn cái nữa là phải luyện tập. Nhiều người cứ bảo là thoái hóa khớp gối thì chúng ta không nên đi bộ. Nhưng nếu mà đau nhiều thì chúng ta tập bằng cách là đạp xe, rồi đi bơi. Thế còn khi nó ổn rồi chúng ta vẫn phải tập, phải đi bộ. Vâng, bởi vì chức năng của khớp của mình là vận chuyển, là vận động. Vận động khớp gối là chức năng của nó là để cho con người ta di động, đi lại. Bây giờ mình không làm cái đốt chức năng đó thì rõ ràng là những cái chức năng của khớp nó mất đi. Mất đi rồi nó không, rồi xương nước nó sẽ thưa. Mình không có chịu tải trọng thì nó sẽ có cái hậu quả là như vậy. Thế còn cái thuốc thì thực ra thì cái ở Việt Nam gọi là thuốc, nhưng mà ở Mỹ thì người gọi là thực phẩm chức năng. Thì có cái chế độ ăn thì mình phải ăn uống những cái thực phẩm mà nó giàu cái canxi, giàu những cái chất mà hỗ trợ cho cái quá trình mà tạo khớp. Ví dụ như là những cái chất mà nó giàu cái axit amin, nó có dạng là pepsan đấy. Vâng, ví dụ như những loại rau bông cải đấy. Rồi những loại đậu, tất cả các loại đậu. Rồi những cái mà trái cây mà nó có nhiều cái màu sẫm, màu đỏ và cái màu sẫm, những cái loại trái cây và rau đó cho nên ăn tươi thì nó giữ nguyên được cái chất ở trong đó. Thật ra thì quý vị chúng ta mình cũng bị hoang mang,
không biết là những cái triệu chứng như thế nào là báo hiệu mình đã bị thoái hóa khớp, tại vì nó diễn biến rất là âm thầm, nên là đây cũng là cái câu hỏi chung mà quý vị đã gọi về số 0826 365 365, 0827 365 365, và hỏi chúng tôi. Và bây giờ bác sĩ có thể phúc đáp là cái triệu chứng nào báo hiệu là chúng ta đã và đang bị thoái hóa khớp ạ? Rất cảm ơn câu hỏi của Thảo Nguyên. Cái này thì đúng là chúng ta muốn phát hiện sớm thì chúng ta phải biết những cái triệu chứng của nó. Thì có 3 cái triệu chứng chính. Thứ nhất là đau, cái thứ hai là hạn chế vận động, và cái thứ ba là biến dạng khớp. Thế thì cái đau ấy thì là cái biểu hiện đầu tiên. Như ban nãy cũng đã nói là cái giai đoạn mà nó chưa rõ ràng, đau nó chỉ thoáng qua thôi. Khi nào mà chúng ta hoạt động rất nhiều thì nó mới đau. Đau thì chúng ta nghỉ ngơi cái nó hết. Đến giai đoạn sau thì lúc này thì nó cũng chưa có biểu hiện gì về hạn chế vận động, chức năng của khớp vẫn chưa bị ảnh hưởng cả. Kể cả trên hình ảnh X quang thì cũng không chưa thấy cái thay đổi của khớp. Thế còn giai đoạn rồi cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng hạn chế vận động. Thì đến cái giai đoạn mà có cái biểu hiện là thoái hóa khớp nhẹ rồi thì chúng ta có biểu hiện là hạn chế vận động khớp vào buổi sáng. Thế thì hạn chế vận động khớp buổi sáng, chúng ta dậy chúng ta vận động, nó khởi động xoay xoay thì nó cũng sẽ một lúc nó sẽ hết hết hạn chế đó. Thế và dần dần cái biểu hiện này nó sẽ tăng dần nặng dần lên. Nếu mà chúng ta không có điều trị, chúng ta không có tập luyện, chúng ta không có cái chế độ ăn và cho nó thích hợp thì nó sẽ nặng dần lên. Đến giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà nó biến dạng của khớp. Thế còn những cái triệu chứng kèm theo, ví dụ như chúng ta đau quá, chúng ta ít vận động thì đương nhiên là cái cơ nó sẽ teo đi. Cơ teo đi thì cái khớp mà hai nó giữ hai đầu xương với nhau. Mà giờ cơ nó teo, nó yếu đi thì hai đầu xương nó sẽ giãn ra, nó lỏng lẻo đi. Lỏng lẻo đi thì rồi dẫn tới là cái khớp nó lại càng ngày càng yếu. Rồi nó càng cái quá trình thoái hóa lại càng nhanh lên. Vâng. Thế còn để giai đoạn muộn nữa thì nó gây ra viêm những cái tổ chức xung quanh khớp, cái bao hoạt dịch thì nó sẽ tràn dịch cái bao hoạt của khớp. Thì biểu hiện lên siêu âm thì sẽ thấy, và chụp phim thì cũng sẽ thấy một số cái hình ảnh lắng động canxi của cái tổ chức đó. Vừa rồi là những triệu chứng mà quý vị chúng ta mình rất là quan tâm và gọi về cho chương trình. Bây giờ tổng đài của chúng tôi 0826 365 365, 0827 365 365 đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với anh Tuấn, 50 tuổi, anh đến từ Ninh Bình. Dạ, Thảo Nguyên xin chào anh Tuấn ạ. Dạ, xin chào Thảo Nguyên ạ. Dạ, chào anh. Khớp của anh có vấn đề hả? Không, nhưng mà trước đây đi khám là bác sĩ nói là chụp chiếu là nói là bị vòng đĩa đệm là 4 là 5, nhưng bây giờ nó lại xuống cái khớp háng nó đau. Bây giờ cái tay trái giờ sao nâng lên cái gì nó cũng đau. Nhức mỏi. Rồi bây giờ những cái triệu chứng vừa rồi anh nói bác sĩ cũng đã ghi nhận rồi, anh nói cụ thể hơn nữa để bác sĩ sẽ giúp anh khỏe hơn nha. Vâng. Rồi mời anh nè. Vâng, xin chào anh Tuấn ạ. Xin chào bác sĩ. Rồi cũng cách đây em cũng bị cách đây cũng 2 năm rồi, nhưng mà nó bị vòng đĩa đệm là 4 là 5. Bây giờ nó là cái khe háng phải bây giờ nó lại đau, mà nó lại chuyển sang cái bắp tay bên trái. Cầm cái gì nó cũng mỏi, mà nhiều cái tê bì trên tay á bác sĩ ạ. Mất ngủ ít lắm. Thì nó đau như vậy thì gây cho mình khó ngủ. Cái lưng mà bây giờ cứ đứng nhiều với đi làm công việc nhiều thì nằm xuống thấy là nó khỏe một tí, nhưng mà thấy nhiều lúc nó đau cái lưng, sống lưng. Chỉ là cái háng phải thôi bác sĩ ạ. Anh nằm ngủ là nằm cái giường nệm hay nằm giường cứng ấy? Em nằm giường cứng ạ, không bao giờ nằm giường mềm. Cái thoát vía đĩa đệm thì anh có dùng cái phương pháp điều trị gì không anh? Có, em cũng châm cứu này, rồi thuốc đông tây em cũng có hết rồi, nhưng mà căn bản là công việc của em là hay đi làm đêm, làm ca, làm kíp nên là không kiêng được. Nhưng mà tính chất công việc của anh là có mang vác hay là có tư thế nó bất lợi gì không ạ? Có vẫn mang vác ạ. Mà cái anh bị lúc đầu là chỉ lồi đĩa đệm thôi, mà bây giờ đi chụp chiếu của cộng hưởng từ là nói là phòng đĩa đệm là 4 là 5. Phòng đĩa đệm đấy. Bây giờ nó lại cái háng phải bây giờ nó lại đau. Nhiều khi nó lại đau mà căn bản là nó chân tay nó tê bì nhiều. Với lại bây giờ cái tay trái bây giờ nó bắp tay trái rồi nó mệt mỏi lắm bác sĩ. Nhiều lúc nâng lên nâng xuống nó làm như nó khó chịu. Anh cầm nắm các thứ anh có cảm thấy nó yếu đi không? Nó cũng có yếu, là khi nó yếu một phần rồi. Vâng.
Mà cái tay trái bị lâu chưa anh? Chắc là tay trái này mới bị khoảng một tháng này thôi. Vâng. Thì có mấy vấn đề cần phải trao đổi với anh như này. Thứ nhất là cái ngày xưa anh đã chụp cộng hưởng từ rồi, mà tính chất công việc của anh như vậy thì chắc chắn là cái bệnh tình của cái đĩa đệm L45 ấy, vâng, nó có thể là nó sẽ tiến triển nặng thêm, nó thành cái thoát vị và nó chèn ép vào những cái rễ thần kinh. Vâng. Và chèn ép ở bên phải thì nó sẽ gây ra đau ở cái vùng mà mình cứ nghĩ là khớp háng, thực chất là chưa chắc đã phải là do cái đau khớp háng. Có thể là do đau do cái chèn ép thần kinh. Mà cũng chưa loại trừ được, bởi vì tính chất công việc của anh là lao động nặng, mang vác nhiều, thì khớp háng có thể nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là cũng cần phải kiểm tra lại. Thứ nhất là phải chụp lại cái, giờ cũng tốn tiền, chụp lại cái MRI, cái cột sống thắt lưng, xem là cái mức độ đĩa đệm ngày xưa so với bây giờ nó thế nào. Vâng. Cái thứ hai là anh chụp thêm một cái phim của khớp háng xem nó có bị cái thoái hóa thưa xương gì không. Vâng. Và còn cái tay thì khả năng là có mấy cái vấn đề. Thứ nhất, cái đột sống cổ của anh có lẽ nó cũng do thoái hóa rồi nó chèn ép vào. Đấy là một lý do. Dạ, báo cáo bác sĩ là đi khám là cũng thoái hóa hai đốt rồi. Vâng, đó. Đấy là nguyên nhân thứ nhất mà mình nghĩ tới. Nguyên nhân thứ hai là có thể là do cái khớp vai của anh làm việc lao động nặng rồi nó gây ra cái tổn thương cái tổ chức xung quanh khớp vai, gọi là viêm quanh khớp vai đấy anh ạ. Viêm quanh khớp vai thì nó cũng gây đau, rồi gây từ cái đau mình ít vận động thì cơ nó sẽ yếu đi rồi mình cảm giác là cái tay của mình nó yếu. Thì có hai cái mà dễ nghĩ tới đó, thì cũng phải làm những chuyện để mà chẩn đoán nó và điều trị. Thì muốn xác định được có tổn thương cột sống cổ hay không thì cũng lại phải chụp cái X quang và chụp cái cẩn thận hơn nữa là chụp cái cộng hưởng từ. Vâng. Vậy là bác sĩ bây giờ là chụp cộng hưởng từ là được cái gì bác sĩ? Vâng, chụp cộng hưởng từ cái cột sống cổ đấy. Vâng. Vâng. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ là mình nên dùng thuốc gì ạ? Thuốc bây giờ thì cái này dùng thuốc không thể dùng thuốc lâu dài được. Đau quá thì anh dùng thuốc giảm đau, mà những thuốc giảm đau đó thì anh nên đi khám để bác sĩ người ta kê cho. Còn nếu mà không thì anh liên hệ với cái phòng khám 365 MediHome. Anh tải cái phần mềm đó về rồi anh đăng ký khám, người ta sẽ khám trực tiếp bằng cái video call rồi hướng dẫn cho anh cụ thể. Dạ. Với những cái tình huống như vậy thì quý vị chúng ta thấy là việc mà chúng ta xác định mình có bị thoái hóa khớp hay không là phải đi chụp X quang đúng không bác sĩ? Dạ. Thế mình có dấu hiệu mình nghi ngờ là mình đi chụp liền. Cái cột sống thắt lưng với cột sống cổ là hai cái nơi mà hay bị nhất. Tại vì do cầm điện thoại nhiều quá cúi xuống vậy nè. Cái cổ mình nó bị thoái hóa luôn cái lưng nữa. Phải không ạ? Mà tôi thấy bây giờ đâu phải là cần người lớn tuổi đâu. Tầm cỡ tuổi hai mấy, 30 cũng đã bị rồi và Thông Nguyên cũng bị luôn. Hôm bữa đi khám tổng quát, bác sĩ nói thoái hóa khớp cổ. Ủa, em nghĩ là chắc bác sĩ bị lộn. Không, tại vì em bị rồi. Đúng là thật sự là chúng ta bị mà chúng ta không biết. Và bây giờ mình tìm cách mình khắc phục quý vị nha. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với cuộc trò chuyện cùng với anh Tuấn. Và nếu như quý vị chúng ta chưa có 365 MediHome, quý vị tải về, sau khi quý vị chụp X quang xong, quý vị có kết quả rồi, quý vị mình video call cho bác sĩ thì dễ dàng hơn, không phải tốn nhiều tiền quý vị nha. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tiếp tục trò chuyện với một vị khán thính giả tiếp theo ở số điện thoại là 0826-365-365, 0827-365-365. Và quý vị nhớ là mình gọi điện thoại nhanh tay lên, chứ nếu như không là thời gian trôi qua thì không chờ đợi một ai hết, rồi câu hỏi của quý vị sẽ bị động lại và mình cũng không biết là mình sẽ đi khám ở đâu hết. Quý vị chúng ta mình cứ thoải mái gọi về cho chúng tôi. Bây giờ là 9:23 sáng rồi, mình sẽ khép lại chương trình vào lúc 10:30 quý vị nha. Sẽ kết nối với chị Thoa. Dạ, Thông Nguyên xin chào chị Thoa. Dạ vâng, chào chị Thảo Nguyên. Dạ, chào dạ. Chị, sáng nay chị khỏe không? Cũng không được khỏe lắm. Rồi, thôi, không khỏe thì phải gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ, chị Thoa không khỏe, giúp chị khỏe hơn bác sĩ. Rồi, chị đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. Rồi. Vâng, xin chào chị ạ. Ơ, chị... Dạ, vâng. Vâng, em chào bác sĩ. Yeah. Vâng, em năm nay 46 tuổi. Yeah. Tuy nhiên cái tuổi thì cũng không phải là nhiều. Thế nhưng mà sức khỏe cũng đã thấy nó xuống cấp nhiều ạ. Vâng. Năm nay là cái hiện tượng là đau các cái cơ khớp, các cái khớp. Nhất là còn gót chân đấy ạ. Vâng. Và cái hai cái đầu gối. Bây giờ cái hiện tượng là, bằng từng này tuổi mà lên đến tầng 2 đi lại cũng còn khó. Vâng. Vâng. Thế thì...
làm ơn cho hỏi bác sĩ là bác sĩ tư vấn giúp em là bây giờ cái quy trình em đi khám ở đâu, khám đi những gì và cái em phải ăn khi chế độ ăn uống là làm sao để nó hồi phục lại nữa nhé. Vâng, cảm ơn chị. Những cái vướng mắc của cái tuổi phụ nữ mà ở cái tuổi khoảng 4-5 trở lên ấy, nó thì bắt đầu xuất hiện những cái bắt đầu biểu hiện của cái rối loạn nội tiết tố đó chị. Rối loạn nội tiết tố thì nó sẽ làm thay đổi một loạt những cái về mặt sinh lý của cơ thể mình. Trong đó có những đặc biệt là phụ nữ tuổi này có biểu hiện đầu tiên là về xương khớp. Rồi là đau đầu, khó chịu, tất cả thứ về xương khớp thì nó sẽ biểu hiện là đau như của chị đấy. Vâng. Thế bởi vì là đau khớp gối thì chị cái biểu hiện mới của đau khớp gối do thoái hóa ấy, là đi lên đi xuống cầu thang nó đau ấy chị. Vâng. Đấy, thế bây giờ thì mình phải tập thôi. Chế độ ăn của chị thì ăn những chất mà nó giàu những cái yếu tố giàu canxi, rồi là giàu những cái vitamin D, vitamin A, vitamin K, những cái chất mà giàu những cái axit pepsan để nó tạo ra cái sụn khớp, cho nó chống cái thoái hóa khớp. Yeah. Những cái thực phẩm đó là những gì? Rau thì những loại rau như là rau, bạn ấy nói là bông cải đấy, rau bông cải, rồi những cái loại rau mà có màu xanh nhiều. Những cái hoa quả thì chúng ta ăn những cái hoa quả có màu sẫm màu. Dạ, được không chị Thoa ơi? Dạ vâng ạ. Dạ chúc chị khỏe nha. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Vâng. Dạ. Vâng, em xin chào mọi người. Dạ, chào chị ạ. Bác sĩ cho Thảo Nguyên hỏi một chút là với những người mà bị giãn tĩnh mạch thì người ta chạy bộ nhiều có tốt không ạ? Giãn tĩnh mạch thì vận động là tốt, nhưng mà vận động nhiều thì lại không tốt, bởi vì khi mà mình vận động thì những cái cơ nó phải co bóp. Yeah. Co bóp thì nó như là cái bơm nhỏ để nó đẩy máu lên. Yeah. Thế nhưng mà khi mình vận động nhiều, mình chạy ấy, thì cái lượng máu nó xuống nhiều để nó cung cấp cho cái cơ nó hoạt động nhiều. Mà thì nó xuống nhiều nó không lên kịp thì nó lại là không tốt. Yeah. Nhưng mà vận động vừa phải là tốt. Yeah. Thế mình thế nào là vừa phải thì mình phải theo cái đáp ứng của từng người một. Dù anh vận động đến mức độ như thế thấy nó chân nó căng tức cái thì mình thôi. Tại vì Thảo Nguyên thấy là ở đây có nhiều bạn cũng có một cái thắc mắc là tôi bị giãn tĩnh mạch, tôi chạy nhiều có bị sao không, mà nếu không chạy thì bị thoái hóa khớp, tôi không biết tôi làm gì cho tốt với cái chân của tôi hết. Thì rõ ràng là mình vẫn vận động không được lười nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả tiếp theo, anh Tiến Hưng ạ, 54 tuổi, với nội dung như sau: tôi thường đau nhức khớp gối hai bên, rồi bên phải đau hơn bên trái lúc thay đổi thời tiết hoặc là vận động nhiều, đặc biệt là lúc lên xuống cầu thang. Đã điều trị thuốc nam nhưng mà không cải thiện. Tôi có mắc chứng bệnh gì về khớp hay là liệu tôi có bị gút hay không? Dạ, bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. Vâng. Anh cái 54 tuổi. 54 tuổi. 54 tuổi, cái tuổi này là bắt đầu là có cái biểu hiện của thoái hóa rồi. Thế và đặc biệt nếu mà anh sau trước đây có cái công việc của mình mà có lao động nặng, mang vác nhiều, thế hoặc là tư thế lao động của mình nó phải đứng lâu chẳng hạn, hoặc là ngồi ở một tư thế mà cái khớp gối nó chịu cái lực tì nén nhiều, thì cái thoái hóa này nó sẽ nặng nề. Thế còn cái gút thì có thể nó không trừ một cái khớp nào, nhưng đặc mà thường nam giới. Thường gặp nhất thì nó vẫn ở cái chỗ khớp mu chân đấy, biểu hiện đầu tiên ở chỗ mu chân nó sưng nóng đỏ đau và nó xuất hiện rất là đột ngột tự nhiên. Ăn buổi sáng hay ăn này, nhưng buổi tối nó sưng vù nó đau không đi được. Hoặc là buổi đêm nằm ngủ sáng cho sưng vù không đi được. Thế và muốn biết được hay không thì chúng ta nên xét nghiệm cái axit uric cái thì biết ngay. Nhưng mà thường thì cái khớp gối thì nó không phải là cái đặc hiệu của cái gút. Mà cái tuổi này với là cái đau, tính chất đau vậy thì khả năng nó là do cái thoái hóa khớp gối thôi. Thoái hóa khớp gối thì bây giờ mình phải chế độ ăn uống luyện tập. Và đi chụp cái phim X quang xem mức độ của nó như thế nào. Quý vị nên chụp X quang. Nãy giờ Thảo Nguyên nghe bác sĩ đều nói là chụp X quang nếu như thấy chân của mình đi cà nhắc, sáng sớm là duỗi cái chân ra duỗi không nổi. Mà thì quý vị, đôi khi mình không có bị nha, mình thấy cái người bên cạnh mình đặt một câu hỏi: đau lắm hả?
sao mà đi cà nhắc dữ vậy trời, sao mà thấy đi nặng nề vậy, trời ơi tới chân mình bị hả, trời ơi cái chân nó nhích lên không nổi luôn quý vị, rất là đau đớn. Mà nếu mà thoái hóa rồi thì mình không biết là làm thế nào để nó có thể trở lại bình thường, và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ già đi theo thời gian, và cái gì mình xài quá nó đều hao hết. Và đó là cái câu hỏi mà quý vị sẽ hỏi bác sĩ là làm cái gì để cho khớp mình nó được vận động trơn tru trở lại. Thì nãy giờ Thảo Nguyên chưa thấy câu hỏi này. Quý vị chúng ta nên tranh thủ thời gian và gọi cho chúng tôi ở số 0826-365-365, 0827-365-365 hoặc là tổng đài của 365 MediHome 1900-9204. Từ tổng đài chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với một vị khán giả tiếp theo. Dạ alo, Thống ơi xin chào ạ. Alo. Alo. Dạ. Dạ xin hỏi chú tên gì ạ? À, tôi tên Nguyễn Xuân Dương mà. Dạ chào chú Dương. Đã gọi 365 rồi mà. Dạ, bây giờ con mời chú đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. À, vâng. Vâng, dạ. Xin chào anh Dương. Vâng, xin chào bác sĩ. Ừ, vâng, nhưng tôi thì có cái bây giờ hiện nay là cái thấy bên các bệnh viện chụp phim, chụp MRI rồi nó bảo nữa. Họ bảo nữa là thái hóa cái khớp háng, bây giờ chỉ hỏi bác sĩ xem là thế nào. Bây giờ nó cứ hướng của họ là mổ cắt nó đi thay cái khác, thay cái khớp khác đấy, mà tôi sợ mổ quá, tôi chưa muốn nên. Vâng, ừ, xin chia thôi. Vâng, xin chia sẻ với anh về cái thoái hóa khớp háng nó cũng gây phiền hà cho mình lắm. Yeah. Vâng. Vâng. Thế và như ban đầu nói là cái thoái hóa khớp là một trong nguyên nhân hàng đầu dẫn tới phải thay khớp. Nhưng wow. Mà khi nào thì thay? Thay khớp luôn ấy hả? Ừ. Khi nào thì thay khớp? Khi nào thay khớp, tức là phải đi khám và người ta thấy là giai đoạn mà nó làm mất hết hoàn toàn cái chức năng của khớp rồi, không phục vụ cho cái chuyện là nâng đỡ cơ thể cũng như là di chuyển của mình nữa, thì phải thay. Thế không biết là mức độ của anh là mức độ như nào, mà anh đi lại giờ có cần phải cái dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là cái gậy, cái nặng không ạ? Đi lại vẫn còn được, nhưng nó chỉ có đau thôi. Đau, thế mà anh điều trị những cái gì rồi, ở đâu ạ? Bây giờ bệnh nhân kiện nên mình này đại việt mấy cái thuốc đông y đấy. Vâng, cái vấn đề là cái thoái hóa này điều trị anh có ở gần cơ sở vật lý trị liệu, anh điều trị vật lý trị liệu vẫn là cái hàng đầu anh ạ. Những cái tác nhân vật lý nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề là chống thưa xương rồi tăng cường dinh dưỡng, thoái hóa khớp rất tốt. Thực ra thì cái này điều trị để nó kéo dài cái thời gian để cho mình thích nghi, nếu mà ai thích nghi được và nó sẽ hồi phục lại được từ từ. Còn nếu mà không thì mình sẽ kéo dài thời gian để có giai đoạn mình chuẩn bị phẫu thuật cho nó tốt. Thế còn khi mà để mức độ nó quá lắm rồi thì cái xương nó thưa rồi, khi mà người ta cho cái khớp vào, cái khớp giả của mình đấy vào thì nó sẽ không vững được, bởi vì cái xương của mình nó xốp rồi. Cho nên cũng phải lựa chọn cái thời điểm nào để mà thay khớp cho nó phù hợp. Cái đó thì chỉ có bác sĩ chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình thì người ta mới có cái chỉ định được hợp lý nhất anh ạ. Dạ, nhưng mà chú Dư bây giờ mình làm gì với chú ạ? Bây giờ về hưu ở nhà thôi, chú cũng chả làm gì. Dạ không, con hỏi bác sĩ là làm gì với chú? Bây giờ thì trước mắt là mình phải chế độ ăn của mình này. Ờ. Hai là chế độ luyện tập. Anh vẫn cứ phải tập đi và tập tì nén, tập đứng. Anh không đi được thì anh phải đứng để cái khớp háng ấy nó chịu cái lực tì nén lên thì nó mới không bị thưa, không bị hư thêm. Thế và nếu mà anh vẫn còn đi lại được thì anh vẫn cứ phải đi. Chứ đừng có đau quá, anh sợ đau anh không đi là sau này cái khớp háng của anh là cái cổ xương đùi nó thưa hết. Thưa hết rồi sau này có phẫu thuật thay khớp nó cũng hiệu quả, nó cũng hạn chế rất nhiều anh ạ. Chú ráng nha chú, ráng đi lại nha chú. Vâng, nhưng mà có cái là tôi cũng đi cái đông y đấy, họ kéo rồi họ soi cái tia hồng ngoại rồi thì cho uống cái thuốc tự họ nấu cũng chả thấy đỡ gì cả. Anh đạp xe hả? Anh đạp xe. Anh đạp xe chú tốt. Đạp xe đạp ấy ạ? Vâng. Có, vẫn đạp xe đạp, vẫn đi bộ cũng độ khoảng 15-20 phút đi. Vâng, còn đi bộ được thế thì chưa đến mức độ phải thay đâu anh. Mình cứ kiên trì mình điều trị đi. Anh tới cơ sở vật lý trị liệu. Vâng, vâng. Vâng, vật lý trị liệu người ta có nhiều cái tác nhân vật lý trị liệu người ta sẽ hỗ trợ cho cái khớp háng rất là tốt anh. Anh quê đâu ạ? Tôi quê bây giờ ở Đà Nẵng cơ. Đà Nẵng. Nhưng mà quê chính ở Hoài Đức, Hà Nội. Vâng, ở Đà Nẵng có cái cơ sở vật lý trị liệu tốt lắm mà, cái bệnh viện phục hồi chức năng đấy. Vâng, có. Vâng. Nhưng mà bệnh viện ở chỗ
quân y viện 17 nó cũng có cái vâng cũng có vâng cái khoa đấy vâng vâng có khoa phù hợp chức năng vâng hình như cứ thường là vào viện quân y viện 17 vâng dạ mới nãy chú có nói chú thuốc gì chú thuốc nam hả chú thuốc nam vâng vâng thuốc nam này mà nó không bớt thì giờ chú uống gì nữa chú tiếp tục duy trì hay là chú thay đổi thuốc bác sĩ thay đổi thuốc giờ có cái thuốc mà của ví dụ glucosamine những cái thuốc mà nó hỗ trợ cho cái là sản xuất ra cái tinh chất sụn đấy rồi là Rexmax cái thứ người ta vẫn hay quảng cáo những cái thuốc đó thì mình phải uống thời gian tương đối dài nó phải ít nhất phải 2 tháng đổ ra còn nhưng mà nếu mà đáp ứng thì mình uống tiếp mà không đáp ứng thì mình cũng phải lựa chọn cái phương pháp điều trị đó khác thì phải đi khám bác sĩ thôi dạ vâng. Hôm qua Thảo Nguyên có ngồi uống cà phê cùng với bạn của mình và rất là mắc cười. Thảo Nguyên thấy một người phụ nữ ngồi live stream, ngồi cái dáng rất chợ và bán mấy cái bịch thuốc nam á bác sĩ. Vâng. Đó là cái gì? Thuốc trị viêm khớp. Rất là rẻ, 10.000 ba bịch. Và thấy chốt đơn liên tục và thấy người ta mua quá trời. Thảo Nguyên nói chết rồi, cái này thái hóa khớp mà uống mấy cái này vô không biết là bao tử nó tày quầy, nó hư luôn trong đó luôn. Nên quý vị sẽ rất là cẩn trọng đối với những cái loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt hơn là theo những cái lời quảng cáo có cánh. Và nếu như quý vị lỡ mua rồi thì đây bác sĩ ngồi đây, quý vị có thể gọi điện thoại và cho biết cái tên thuốc, họ bác sĩ là có nên uống hay không. Tại vì Thảo Nguyên thấy bây giờ tràn lan ở trên mạng thông tin không biết đâu là chính thống và đâu là giả tạo hết trơn á. Quý vị chúng ta đừng có dại dột mà uống vào là mang bệnh. Có cái gì quý vị nên hỏi bác sĩ triệu chứng ra làm sao và tôi chữa trị như thế nào thì vẫn là tốt nhất. Và tổng đài của chúng tôi là 0826-365-365, 0827-365-365, 365 MediHome 1900-9204. Mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục gọi điện thoại về để kết nối cùng với chương trình quý vị nha. Phòng khám đa khoa online 365 MediHome, chất lượng, tiện lợi, ngay tại chỗ. Dễ dàng tải về và cài đặt từ hệ điều hành iOS hay Android. Cập nhật hồ sơ bệnh trên ứng dụng với các bước cơ bản. Gặp các bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm qua video call, trực tiếp trao đổi và xem hồ sơ bệnh của người dùng. Không cần đi đâu xa, ngay tại nhà, với ứng dụng 365 MediHome, người dùng sẽ có được câu trả lời chính xác và giải pháp cho sức khỏe hiện tại của mình. Ngoài tư vấn và điều trị hoàn toàn miễn phí, người bệnh còn có thể lấy kết quả phiếu khám online với đầy đủ chẩn đoán và phương pháp điều trị, áp dụng cho tất cả các căn bệnh trong cuộc sống. Chỉ cần tải ứng dụng 365 MediHome hoặc đăng ký qua tổng đài 1900-9204. 365 MediHome, 365 ngày khỏe mạnh. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam trên 365 FM tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826-365-365 và 0827-365-365. Quý vị thân mến, Thảo Nguyên đã quay trở lại và bây giờ quý vị có khỏe không ạ? Đặc biệt hơn về khớp của quý vị. Nếu không khỏe thì bây giờ chúng ta sẽ là một người bạn đồng hành về sức khỏe với nhau. Bây giờ là 9 giờ 38 phút, chúng ta sẽ khép lại chương trình vào lúc 10 giờ 30. Quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về số 0826-365-365, 0827-365-365 và tổng đài của 365 MediHome là 1900-9204. Đây là app mà quý vị chúng ta có thể tải về và video call cùng với bác sĩ. Nếu như quý vị chúng ta không có thời gian, không có tiền nhiều để đến bệnh viện thì nơi đây vẫn có thể giải quyết rất tốt cho quý vị. Bây giờ, từ tổng đài của chúng tôi, xin mời quý vị cùng trò chuyện với anh Luyện, 43 tuổi, đến từ Đồng Nai. Dạ, xin chào anh Luyện ạ. Vâng, em chào MC Thảo Nguyên ạ. Dạ, chào anh. Anh không được khỏe đúng không? Dạ, vâng, đúng rồi. Em cũng không được khỏe lắm đấy chị. Dạ, đúng rồi. Anh không được khỏe, anh mới gọi về. Thảo Nguyên biết mà chỉ hỏi vậy thôi. Dạ. Bây giờ mời anh gặp bác sĩ nha. Dạ. Vâng, xin chào anh Luyện ạ. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Vâng, anh... có vấn đề gì anh trao đổi ạ?
Dạ em, cái vấn đề thứ nhất là em có hai cái đầu gối của em ấy, mà bây giờ khi mà em vận động nhiều, em đứng nhiều ấy, là cái đầu gối của em nó có hiện tượng cứng cứng và nó mỏi mỏi ấy, xong rồi em xoay qua xoay lại là nó kêu lục cục lắc lắc ở trong đó ạ. Dạ. Vâng, thì cho em hỏi cái hiện tượng này là gọi là bệnh gì của khớp ạ? À thôi em biết rồi, cái kiểu hay vậy nè, bẻ một cái xoay qua phải, xoay qua trái, cứ rớp, nghe rất là đã tai, phải không anh? Đúng rồi, mà nó mình chỉ cần xoay cái gối cái là nó kêu hoài à, kêu gục xác, xong rồi mình đứng một giây thôi, xong mình xoay nó lại kêu tiếp. Thì như em chị Thảo Nguyên nói là cái tay của mình bẻ một lần là lần sau mình không, một lúc sau mình không kêu nữa, còn đâu cái gối này là mình cứ đứng kêu hoài à, nha, cứ đứng kêu. Trời đất ơi, dạ rồi. Cái kêu đó thì khi mà nó kêu nó có đau hay không mới là quan trọng, chứ còn thường nó kêu vậy là do cái sụn nó trượt lên nhau gây ra tiếng kêu, nó bình thường thôi. Còn cái quan trọng nhất là anh đau mỏi, và đặc biệt là đau mỏi khi mà mình đứng lâu đấy, thì nó là biểu hiện sớm của cái thoái hóa khớp. Đặc biệt là khi mà giai đoạn này mà anh mà đi lên đi xuống cầu thang thì rất là đau, đặc biệt là đi xuống. Anh có cái cảm giác đó không ạ? Không ạ, em đi lên đi xuống thì nói chung là không có đau, nhưng mà nó chỉ có hiện tượng khi mà mình đứng nhiều, hoặc là mình đứng nhiều mình làm việc nhà nhiều chẳng hạn, hay là mình đứng nhiều mình làm việc trong cái công việc hàng ngày á, thì nó có hiện tượng thế thôi, chứ nó chưa có đau ạ. Vâng. Thế thì nó cũng là một cái biểu hiện sớm mà nó chưa rõ ràng. Nó có 4 giai đoạn đấy, giai đoạn chưa rõ ràng, giai đoạn nhẹ, giai đoạn rõ ràng và giai đoạn rất là nặng. Thì đây là một cái biểu hiện sớm của cái triệu chứng của thoái hóa khớp. Nó chưa có ảnh hưởng gì tới chức năng của khớp cả. Thế nhưng mà cho nên là anh để phòng tránh những cái thoái hóa khớp trong một vài năm tới, thì anh nên cái thay đổi lại cái tư thế làm việc, làm sao cho nó đừng có đứng lâu quá ở một tư thế, hay là đặc biệt là những cái tư thế bất lợi. Đó. Thì nó phòng tránh được thôi. Hai là anh cân nặng bao nhiêu ạ? Dạ em cân nặng 6, cao 1m73, nặng 65 cân ạ. Vâng, thế là cũng ổn rồi. Thì cũng không phải giảm cân. Những người nào cân nặng nhiều thì nó sẽ dồn đến cái khớp gối nhiều, nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ thúc đẩy quá trình thoái hóa. Thứ hai là anh ăn, chế độ ăn thì anh ăn ít cái loại thực phẩm mà nó thuộc vào thịt đỏ đấy, ví dụ như là thịt bò, thịt chó, tất cả các thịt gan. Thịt gan, thịt vịt, vịt xiêm đấy. Con gì mà ăn thịt chó kìa. Thì những cái ấy đó nó sẽ gây ra là cái bệnh gút, mà bệnh gút thì nó lại hỗ trợ thúc đẩy cho cái quá trình thoái hóa khớp rất là nhanh anh ạ. Vâng. Mình chỉ có ăn cá thôi phải không? Ăn cá là nhiều phải không? Ăn cá nhiều tốt, vâng. Ăn cá với rau xanh nhiều phải không bác sĩ? Rau xanh nhiều, trái cây có màu sẫm, màu đỏ, tất cả trái cây, rau quả với chất xơ nhiều thì là tốt. Màu sẫm, màu đỏ là như táo à? Vâng. Táo rất nhiều cái vitamin C và acid pepsin, rất tốt. Củ dền á anh, củ dền là đã sẫm màu tím buồn luôn á. Củ dền, củ cà rốt đấy hả? Vâng. Đúng rồi. Mấy cả cho em hỏi thêm cái này nữa này, ngoài cái bệnh đó là chỉ là bệnh nhà thôi, em cái bệnh chính của em bây giờ đang bị thoát vị đĩa đệm L4, L5 ấy, là em bị mười mấy năm nay rồi, nhưng mà cũng có lần đi chụp MRI thì người ta nói cũng cái mấy cái đĩa đệm nó hơi hơi bị xẹp và nó bị đen rồi á. Vâng, mất nước. Vâng, mà bây giờ mà em khi mà em khiêng cái gì nặng ấy là nó đau xuống một cái chân bên phải á. Nó đau, nó không phải đau hẳn mà nó cứ đau râm ran, giống như kiểu kiến bò trong chân ấy. Đúng rồi. Nó đau xuống bàn chân luôn ấy. Vâng. Thì bây giờ cho em hỏi là bây giờ mình muốn điều trị thì sao? Vâng. Thế thì anh nói vậy thì cái nó lại liên quan cái khớp gối của anh. Có lẽ khớp gối nó cũng một phần do ảnh hưởng của cái cốt sống nó xuống đấy anh ạ. Khi thoát vị đĩa đệm mà mình mang vác nặng thì cái đĩa đệm nó lại càng thoát ra ngoài nhiều hơn, cho nên nó chèn ép vào những cái rễ thần kinh. Vì vậy mình cảm giác nó sẽ đau ở cái vị trí mà cái rễ thần kinh nó chi phối. Thế cho nên là cái tính chất công việc của anh đứng lâu thì nó sẽ cảm thấy nó tê, là đúng rồi, là do cái thoát vị đĩa đệm đấy anh ạ, chưa chắc đã phải là khớp gối. Và nãy thì đúng là cũng chưa khai thác hết được cái quá trình bệnh của anh, cho nên là cũng chưa tư vấn được cho kỹ. Nên cái việc đầu tiên bây giờ anh làm việc kỹ năng, anh phải có một cái đai anh mang vào lưng ấy. Dạ.
Đứng lâu anh mang cái đai, và làm việc gì nặng anh cũng nên mang cái đai. Đi xe máy đường dài anh cũng nên mang cái đai vào, để cho nó hỗ trợ cái cuộc sống, nó không bị cái lực tì nén để làm cho cái đĩa đệm nó bị tổn thương. Thế ngoài anh chụp MRI đĩa đệm nó đen, tức là cái đen đó là cái thể hiện là cái mất nước, nó không có nước này. Nó bị ép rất là nhiều cho nước nó thoát ra ngoài hết. Nên điều trị bây giờ anh ở gần cơ sở vật lý trị liệu, anh sẽ đến, người ta sẽ dùng những cái tác nhân vật lý, người ta hỗ trợ cho cái cuộc sống rất tốt, đặc biệt là cái kéo giãn cuộc sống anh ạ. Dạ vâng. Và nếu như quý vị nào mà chúng ta cũng có những cái triệu chứng giống như anh vừa rồi á, thì quý vị chúng ta sẽ áp dụng như là bác sĩ vừa chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn cho bản thân của mình. Hôm nay chúng ta đang chia sẻ với nhau về chủ đề cách phòng ngừa và điều trị thoái hóa khớp. Tổng đài của chúng tôi liên tục nhận những cuộc gọi từ phía quý vị, cho nên thời điểm này nếu như quý vị chúng ta còn có những cái câu hỏi mà mình đang cảm thấy muốn hỏi thì nhanh tay quý vị nha. Chứ nếu như không thì những cái cuộc gọi quý vị nó sẽ bị lỡ thì rất là uổng. Và tổng đài của chúng tôi là 0826-365-365, 0827-365-365 và tổng đài của 365 Midi Home 1900-9204. Chúng tôi xin tiếp tục với một câu hỏi của bạn thành viên ở trang mạng giao thông quốc gia 91.com.vn, bạn Nguyễn Hồng Thanh với nội dung: Xin chào bác sĩ, hiện nay mẹ con đang mắc phải căn bệnh về xương khớp khoảng 10 năm rồi, đã từng phục hồi và bây giờ bệnh lại tái lại. Cụ thể là mẹ con bị thoái hóa khớp gối, màng sụn bị bào mòn, khô khớp thiếu chất nhờn, chân mẹ con ngày càng bị teo cơ đi. Với bệnh tình nặng như vậy thì có phương pháp điều trị nào không mà không cần phải là thay khớp không thưa bác sĩ? Mong chờ câu trả lời từ bác sĩ ạ. Vâng, xin chia sẻ với bạn Hồng Thanh, bởi vì mẹ bạn có cái thoái hóa khớp gối nó tương đối nặng rồi. Dạ. Và bây giờ cái cách điều trị mà hiệu quả nhất là phải chính cái bản thân của cái người bị bệnh. Nên là mình phải kiên trì, mình tập luyện, và không biết là cái trọng lượng của cơ thể mình nó có quá cái khung cho phép hay không, cái BMI á. Nếu mà trọng lượng cơ thể mình nó nặng quá thì mình phải chế độ ăn nó giảm cân đi. Cái thứ hai là hạn chế dùng những cái chất kích thích, như là nữ thì chắc là không có dùng ấy rồi. Thế nhưng mà chế độ ăn là ít những cái chất mà thịt đỏ như ban nãy nói đấy. Nó cũng có hỗ trợ một phần nào đó thúc đẩy quá trình nó thoái hóa nhanh lên. Và ăn thì rau thì phải rau xanh, bông cải, trái cây như thế, và ăn cá biển rất tốt. Thế và đặc biệt là chúng ta phải tập luyện, bây giờ phải vận động cái khớp, tại vì đã có cái teo cơ rồi. Teo cơ nặng rồi thì chứng tỏ là mình vận động, mình cũng rất ít vận động. Thì dẫn tới cái teo cơ, mà đã teo cơ như bạn ơi nói rồi thì cái khớp nó không còn vững nữa, nó lỏng lẻo. Thì cái thoái hóa nó càng nhanh thì dần dần nó sẽ mất sụn, và chụp phim X quang này đã nói là bị thưa, bị mất sụn rồi đấy. Mất sụn rồi thì cái xương nó, hai cái xương nó trực tiếp nó đấu vào với nhau thì đau, đi lại được. Rất đau, và dần dần nó sẽ dính lại và thành cứng khớp. Thì cái này để kéo dài cái thời gian mà ấy thì chỉ có tập thôi. Mình đạp xe, có cái xe đạp mà ở đạp ngồi trên giường đạp được. Cái xe nó rẻ, nó khoảng 500.000 hay 600 tùy từng nơi, thì người ta bán rẻ lắm. Mình đạp xe thì cái khớp gối của mình vẫn cử động, nhưng mà nó không chịu cái tải trọng của cơ thể mình. Thế tập mà cái đạp xe như vậy thì cái khớp gối nó sẽ duy trì được cái chức năng của nó là vận động. Cái thứ hai là khi mà vận động như vậy thì cái lượng máu nó tới cái khớp gối để nuôi khớp gối và sinh sản sụn các thứ thì nó sẽ tốt hơn. Và nó tạo ra cái chất dịch nhờn ở khớp tốt hơn. Thế còn hiện tại giờ nếu mà những cơ sở điều trị đi khám, có thể là người ta tiêm cái tinh chất của cái dịch khớp ấy vào cái khớp để cho nó trơn tru lên. Và nó nuôi dưỡng cái sụn khớp thì hạn chế một phần nào đó cái quá trình nó thoái hóa đi. Thế còn về lâu về dài thì mà không có đi lại được thì cũng phải tính cái chuyện thay khớp. Nhưng mà thay thì cũng phải là trước khi thay cũng phải tập làm sao cho cái cơ của nó phải mạnh lên thì nó mới giữ được cái khớp nhân tạo ấy. Nó mới vững được. Chứ còn cái cơ của mình bây giờ teo cơ này mà người ta thay vào thì cũng hiệu quả nó cũng hạn chế lắm. Các cô chú ơi, thật sự luôn á, con nghe tới từ teo cơ hay là con muốn chết đi được á. Tại vì nó teo rồi mình không có cứu chữa được đâu, nên là cái kẻ thù lớn nhất và giấu mặt hiện tại đó là lười biếng.
không chịu vận động, biết là đi là đau lắm mà nó đau thì nó mới giúp mình khỏe hơn, nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng thực sự là vậy. Thì các anh các chị ở nhà mình mua cái xe đạp cho ông bà cha mẹ của mình để ở nhà để đạp nó dễ hơn, chứ một khi mà đã teo cơ rồi thì cái mà mình chữa trị lại thì mất rất nhiều thời gian và không biết có được hay không. Rồi bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một vị khán thính giả tiếp theo ạ. Chú Vừa, 67 tuổi, chú đến từ Tiền Giang và chú đã gọi về tổng đài của 365 Midi Home 1900 9204. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chú Vừa. Dạ, con chào chú. Dạ, tôi nghe cô. Dạ, con nghe chú. Chú ơi, đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. Dạ, dạ. Dạ, rồi, dạ, con mời ạ. Dạ, dạ, xin chào anh Vừa. Dạ, dạ. Dạ, tôi 67 tuổi ở Tiền Giang, tôi bị tai nạn xe nay tuần lễ. Vâng. Tôi nằm, trên... Alo? Chú alo? Chú nói tiếp đi ạ. Bác sĩ đang nghe đây anh ạ. Dạ, dạ. Chú nói đi. Chú bị té xe một tuần rồi, phải không ạ? Ủa, sao kỳ vậy? Chú ơi! Dạ, 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 đúng rồi. Vâng. Sao con nghe gì chú hết trơn? Rồi, tai nạn rồi, nó gây ra... cái chấn thương gì anh? Chú ơi, dạ, chú đang xem tivi phải không ạ? À? Dạ, dạ, đang coi tivi. Ừ, không, chú tắt tivi đi. Chú tắt tivi dạ, đi. Dạ, dạ không dạ, mà dạ, chú không dạ, tập trung. Dạ. Rồi, chú tắt chưa? Dạ, dạ, tắt rồi. Rồi, chú nói tiếp nè, chú bị tai nạn một tuần phải không? Dạ. Rồi, bây giờ tiếp nè, tới khúc đó là bị mất sóng đó. Dạ, rồi tôi có chụp quang á. Dạ. Bác sĩ xem, nhìn thì thấy, nói là không có thấy dấu hiệu gì. Rồi bác sĩ có cho thuốc uống này từng lễ mà ngồi về thì nó đau ít, nhưng mà mình nằm hoặc ngồi dậy thì nó đau cái ngực quá nhiều. Vâng. Rồi thành ra bây giờ xin hỏi bác sĩ coi cái đó nó có ảnh hưởng gì lớn không, hoặc mình điều trị thuốc gì. Mà huyết áp tôi nó cũng thường lên, chắc sáng nó lên tới 16-17. Vâng. Rồi mình uống thuốc huyết áp thì nó hạ xuống còn trung bình. Vâng. Thì xin hỏi bác sĩ tư vấn cho tôi biết giùm, cảm ơn. Vâng, cái huyết áp của anh là uống lâu chưa ạ? Dạ, tôi mới té này tuần lễ, nhưng mà cái huyết áp thì đã mình có bệnh cái huyết áp. Lâu chưa? Anh có uống thuốc thường xuyên không? Dạ, có chứ. Vâng. Huyết áp rồi, tôi uống này là 700 năm rồi. Vâng, mà cái mức độ buổi sáng nó vẫn cao như thế thì có lẽ là phải điều chỉnh lại. Dạ, tôi uống thuốc huyết áp ở nhà thì nó hạ xuống à. Vâng. Dạ, nhưng mà nó thường lên vậy đó. Vâng, thế phải điều chỉnh lại cái cách uống và cái loại thuốc. Vâng. Dạ. Yeah. Yeah. Để phải đi khám để người ta điều chỉnh thuốc cho huyết áp. Thế còn cái tai nạn ấy thì anh bị là tai nạn là nó bị đau cái ngực phải không anh? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ừ. Bị đau cái ngực, nhưng mà chủ yếu mình nằm lên ngồi dậy thì nó đau nhiều. Vâng. Còn mình ngồi thì nó ít. Khi hít vào mà có đau không? Cũng có đau hơi chứ. Vâng. Thở gì giờ nó cũng có nặng nó đau hơi hơn. Tổn thương, dạ. Vâng, cái chụp phim người ta nói là không bị tổn thương gì đúng không ạ? Dạ không, có bác sĩ chụp X quang á, nói là không có thấy phát hiện gì hết ạ. Vâng. Dạ. Đó là cái may mắn cho anh. Vâng. Dạ. Thế còn vâng, còn cái đau đó là do cái đụng dập cơ và phần mềm thôi anh ạ. Dạ. Rồi từ thời gian khoảng tuần 2 tuần thì nó sẽ ổn anh nhá. Dạ, dạ. Vâng, còn thuốc huyết áp thì anh phải điều chỉnh. Điều chỉnh thì phải đi khám bác sĩ, người ta sẽ thay đổi thuốc cho anh. Tăng liều dạ. hoặc là thêm thuốc, cái đó thì phải bác sĩ theo dõi nhé. Còn dạ, không ấy dạ. thì anh liên hệ với 365 Medi Home để người ta sẽ có tư vấn và người ta sẽ điều chỉnh thuốc cho anh. Anh biết cái phần mềm 365 Medi Home rồi ạ? Dạ, chú biết, chú gọi về từ tổng đài của 365 Medi Home ấy ạ. À, rồi. Dễ sợ không? Dạ, rồi. Dạ. Dạ. Thật ra bây giờ cái đó thì bây giờ mình cũng đang cái đau quá ngực á. Vâng. Đang uống thuốc theo to của bác sĩ cho vâng. uống. Vâng, vâng, vâng. Thế rồi dạ, có gì thì anh cứ liên hệ với 365 Medi Home, thì người ta sẽ, bác sĩ 365 Medi Home người ta sẽ tư vấn rất là cụ thể cho anh. Dạ, vâng. Vậy nha chú Vừa ơi. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chú vì đã biết đến 365 Medi Home. Chú dạ, sẽ dạ, đỡ dạ. tốn tiền hơn và đỡ mất thời gian hơn chú nha. Cảm ơn chú dạ, đã dạ. kết nối ạ. À. Dạ, dạ. Dạ, chào chú. Thưa quý vị, thời gian của chúng ta cũng sắp hết rồi đó. 10:30 mình sẽ khép lại chương trình. Bây giờ là 9:53 rồi. Quý vị, mình sẽ nhanh tay để đặt những câu hỏi. Bởi vì đây là một chủ đề mà Thông Nguyên nghĩ rằng nó cực kỳ là gần gũi, nó phổ biến, nó luôn xảy ra trong gia đình của chúng ta, từ người trẻ cho đến người lớn tuổi. Người trẻ bị cái gì? Bị thoái hóa cổ nè. Bị sao? Tư thế cầm điện thoại là như thế này. Đây, quý vị thấy như thế này. Từ ngày này sang ngày khác, từ tháng nọ sang tháng kia thì thôi cái cổ mình đâu
đâu còn như ngày xưa nữa đâu. Thì lúc này đây là lúc chúng ta hỏi là bác sĩ ơi, làm thế nào để khắc phục rất là cần thiết và quan trọng. Chứ khi mà đến với bệnh viện thì hỏi câu hỏi này chắc mình phải đợi nguyên nửa ngày để được trả lời thì mất thời gian quá trời quá đất. Nên quý vị gọi về số 0826-365-365, 0827-365-365 quý vị nha. Chúng tôi vừa cùng gửi đến quý vị khá nhiều những cuộc gọi của quý vị khi mà chúng ta mình đang lắng nghe chương trình. Và rõ ràng là chúng ta thấy là thoái hóa khớp nó rất là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Nên là quý vị chúng ta đừng có xem thường. Hy vọng là quý vị chúng ta sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của mình lên và không có chủ quan hay là thờ ơ quý vị nha. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ lướt sơ qua trang mạng giao thông quốc gia để xem là thành viên của chúng ta đã đặt những câu hỏi như thế nào trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với chương trình ạ. Đây, rồi. Bác sĩ, khi bác sĩ trả lời với các cô, các chú, các anh, các chị gọi điện thoại về thì nó có giống những cái câu hỏi mà quý vị đã gọi về 365 Media Home không ạ? Về thoái hóa khớp ạ. Thoái hóa khớp thì nhiều người, đó là cái vấn đề chung. Và Chị cũng giống nhau ạ? Giống nhau. Giống nhau bởi hết vì không? Nó biểu hiện đau, đi lại đau, thì hầu như là xuất phát từ cái đau. Vâng. Rồi bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc câu hỏi của bạn Lâm Khang nha. Dạ Lâm Khang, cách đây mấy tháng giờ chân phải của em cứ duỗi ra là khớp gối và khớp dưới cổ chân nó kêu rất to nhưng mà không có đau. Rồi cái lâu lâu thì hơi nhói một tẹo rồi hết. Chân trái em làm như vậy thì không sao. Em có đi khám chụp thì trên phim ghi là gai mâm chày ạ. Gai mâm chày. Gai mâm chày. Dạ. Nhưng bác sĩ bảo là không có sao luôn và cho thuốc bổ. Vậy bác sĩ cho em hỏi là cái khớp gối nó kêu rắc như vậy khi mà duỗi ra thì là bị gì vậy ạ? Trước đây em có uống nhiều kháng sinh liều cao và nó có ảnh hưởng gì không? Dạ xin mời bác sĩ sẽ phúc đáp cho bạn Lâm Khang. Xin chào bạn Lâm Khang. Không biết là bạn năm nay bao nhiêu tuổi, bởi vì qua cái mạng thì cũng không thể hỏi kỹ được, không hỏi được. Nhưng mà bạn đau chân trái và chụp phim có gai mâm chày thì cái này là thoái hóa rồi. Cái này là do thoái hóa. Thế còn cái chuyện mà mình cử động duỗi khớp ấy, nó kêu lục cục là do giữa cái hai cái mặt sụn khớp nó trượt lên nhau nó kêu. Không có cảm giác đau thì cái chuyện đó chuyện bình thường, tôi cũng thế thôi. Cái khớp gối cứ duỗi ra này là kêu cục cái. Nó trượt lên nhau, trượt lên nhau. Quan trọng nhất là nó không tạo ra một cái đau đớn thì cái đó là cũng là rất là nhiều người, có nhiều người ta cứ sao nó lại kêu ạ? À? Sao nó ví dụ như đôi khi nhà Thông Nguyên cũng sẽ đang bác sĩ mới vừa làm xong đó. Làm đấy. Đó, thì lâu lâu mình di chuyển này thì giữa hai cái mặt xương ấy, tiếp xúc với nhau nó có cái sụn đó nó trượt nhau nó kêu đó. Có sao mà về lâu về dài có bị sao không ạ? Cũng không có sao. Sau này nó thoái hóa này thì nó mới gây tổn thương sụn thì nó hết trơn trượt đi rồi. Nó gây ra xù xì thì cái trượt đó nó sẽ gây ra tổn thương nó. Và nó đau, đau và nó sẽ có những cái mà những cái đó nó những cái mảnh vụn nó vỡ ra, nó kẹt vào trong đó. Chứ còn bình thường nó còn trơn trượt tốt, những cái chuyện đó nó gây tiếng kêu thì cũng không ảnh hưởng gì. Thì có một người bạn nha, Thông Nguyên ngồi xong bạn làm gì nè. Bạn lấy cái tay phải bạn rẫy ra, tay trái rẫy ra kêu rúp 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 rúp. Nói biểu diễn cho coi nè, cái chân đá ra cũng nghe vậy, nói cái trời ơi đi khám bệnh viện thì chưa nghĩ sao mà ngồi đó mà còn biểu diễn nữa. Thì bạn đó chắc bình thường phải không ạ? Bình thường. Không bị gì luôn. Không bị gì. Chỉ già thì bị thoái hóa khớp thôi. Rồi, vậy quý vị một phần nào đó mình cũng yên tâm quý vị ạ. Thời điểm này chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt với quý vị đang theo dõi chương trình qua 365 FM ở tần số 92,7 MHz và 97,5 MHz. Mời quý vị chúng ta chuyển sang truyền hình Quốc hội Việt Nam hoặc là trang mạng giao thông quốc gia 91.com.vn. Quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Tổng đài của chúng tôi là 0826-365-365, 0827-365-365 và 365 Midi Home là 1900-9204 quý vị nha. Phòng khám đa khoa online 365 Midi Home, chất lượng, tiện lợi, ngay tại chỗ. Dễ dàng tải về và cài đặt từ hệ điều hành iOS hay Android. Cập nhật hồ sơ bệnh trên ứng dụng với các bước cơ bản. Gặp các bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm qua video call, trực tiếp trao đổi và xem hồ sơ bệnh của người dùng. Không cần đi đâu xa, ngay tại nhà, với ứng dụng 365 MediHome, người dùng sẽ có được câu trả lời chính xác và giải pháp cho sức khỏe hiện tại của mình.
Ngoài tư vấn và điều trị hoàn toàn miễn phí, người bệnh còn có thể lấy kết quả phiếu khám online với đầy đủ chẩn đoán và phương pháp điều trị áp dụng cho tất cả các căn bệnh trong cuộc sống. Chỉ cần tải ứng dụng 365 MediHome hoặc đăng ký qua tổng đài 1900 9204. 365 MediHome, 365 ngày khỏe mạnh. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam trên 365 FM tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình tư vấn trực tiếp về sức khỏe và chương trình đang trực tiếp ở truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và quý vị chúng ta cũng có thể xem ở trang mạng giao thông quốc gia 91.com.vn. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là phòng ngừa và điều trị thoái hóa khớp. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ trò chuyện với một vị khán thính giả tiếp theo ạ. Dạ, alo, Thống Quy xin chào ạ. Alo. Dạ, chào cô. Tôi xin chào chương trình, chào bác sĩ nha. Dạ, vâng, dạ chào cô. Cô đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. Tôi là Hiên ở Hà Nội. Dạ. Tôi bị đau khớp gối 10 năm nay rồi. Tôi đi khám thì bác sĩ khám cho tôi là bảo là tôi viêm đa khớp dạng thấp. Mà tôi cũng đi nằm viện rất là nhiều lượt và cũng dùng rất nhiều loại thuốc rồi mà nó không khỏi. Bây giờ thì tôi muốn trực tiếp là hỏi bác sĩ ở chương trình hiện tại đấy. Tôi 75 tuổi rồi mà tôi bị viêm đa khớp. Bác sĩ tư vấn cho tôi xem là tôi nên dùng loại thuốc nào cho nó được khỏi được không? Hay là cái tuổi của tôi mà dùng thuốc thì nên dùng loại thuốc nào? Dạ. Viêm đa khớp dạng thấp. Chào bác sĩ. Dạ, vâng. Cảm ơn cô. Vâng. Vâng. Dạ. Trước khi xin chia sẻ với cô là bệnh đã 10 năm rồi mà điều trị nó cũng chưa có hiệu quả cao. Thì đã đi khám và điều trị ở Hà Nội thì chắc chắn là cô đã khám ở nhiều cái bệnh viện mà cũng có cái thương hiệu rất là uy tín. Chẩn đoán là viêm đa khớp dạng thấp, giữa cái viêm đa khớp dạng thấp và cái thoái hóa khớp thì nó có khác nhau. Viêm đa khớp dạng thấp thì là một bệnh lý về miễn dịch và nó có biểu hiện của nhiều cơ quan khác nữa chứ không phải là một mình cái khớp. Và tổn thương ở khớp thì nó không phải là cái tổn thương đầu tiên ở xương sụn mà nó tổn thương đầu tiên là nó ở cái bao khớp. Yeah. Đó. Thế và nó cũng thường là ở những cái nhiều khớp và những cái khớp mà nó không phải là khớp chịu tải trọng. Ví dụ như là khớp bàn chân, bàn tay, khớp gối, khớp khuỷu, khớp cổ tay. Thế còn ít khi nó ở những cái khớp lớn. Nhưng mà cũng có trường hợp đặc biệt là ở khớp lớn. Thế và khi điều trị thì người ta sẽ dùng những cái thuốc mà để ức chế miễn dịch, điều chỉnh cái miễn dịch. Bởi vì bệnh lý này bản chất của nó là bệnh lý rối loạn về miễn dịch. Cho nên là khi điều trị người ta sẽ dùng cái thuốc về rối loạn về điều chỉnh cái miễn dịch của cơ thể mình. Thế thì không biết là đây có phải là của cô là bệnh lý viêm đa khớp dạng thấp hay là viêm đa khớp. Bởi vì viêm đa khớp tức là viêm nhiều khớp, viêm từ hai khớp trở lên thì gọi là đa khớp. Mà ở người già thì cái viêm nhiều khớp thì là có lẽ là nó hợp lý hơn là cái bệnh lý về viêm đa khớp. Mà cô chỉ có mỗi một cái viêm khớp gối thôi. Thì cái này cũng có thể là không phải là bệnh lý của viêm đa khớp dạng thấp đâu cô. Và cái điều trị của nó thì cô ở Hà Nội cô nên đi vào các cái cơ sở vật lý trị liệu của viêm đa khớp dạng thấp hoặc là thoái hóa khớp thì cô điều trị vật lý trị liệu vẫn là tốt nhất. Yeah. Trong vật lý trị liệu thì có nhiều tác nhân và trong đó có dòng điện, điện xung này, người ta hoặc là điện phân, người ta dùng cái dòng điện người ta đưa thuốc vào cái khớp đó. Nó tránh những cái tác dụng phụ của thuốc trên toàn thân. Cái thứ hai là người ta dùng cái điện xung để
làm cho cái cơ nó được thư giãn và máu đến nuôi dưỡng khớp được tốt hơn. Bên cạnh đó người ta dùng cái tác nhân nhiệt rồi sóng ngắn, đặc biệt là cái điện trường cao áp và cái từ trường là rất tốt với những cái người mà cao tuổi và có những bệnh lý về lão khoa và thoái hóa khớp. Dạ được phải không cô ạ? Cảm ơn cô đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của cô Hường, 50 tuổi, đến từ Bình Dương. Thoái hóa cột sống đã 3 năm rồi và uống thuốc đông y là 4 tháng nay thấy cải thiện, nhưng mà sáng ngủ dậy hay bị đau lưng, phải hoạt động một lúc mới hết. Vậy là vẫn chưa hết hoàn toàn hay sao thưa bác sĩ? Và nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Vâng, nghĩa là cũng rất là mừng cho chị là uống thoái cột sống và uống thuốc đông y mà có đáp ứng tốt như vậy. Tất nhiên là cái tuổi của mình không nên cầu toàn được, mình không thể cầu toàn nó khỏi hết hoàn toàn 100% được, đến mức độ mà mình cảm thấy là nó cải thiện rất nhiều trong cái vấn đề chức năng của mình cũng như là trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và thì là chấp nhận được. Còn tiếp tục mình điều trị nữa mà, chứ còn đâu phải đến đây là đã là hết đâu. Thế còn cái gì, thoái hóa thì cái bệnh lý thoái hóa thì khuyên là phòng chống, thì bởi khi cơ thể đã có cái thoái hóa về xương khớp thì những cái cơ quan khác nó cũng thoái hóa. Thế mình phòng chống thì một cái điều vô cùng chung nhất là gì? Một là phải cái chế độ dinh dưỡng để chung nhất, để không những phòng chống cho một cái bệnh lý thoái hóa này mà nó phòng chống cho tất cả bệnh lý thoái hóa khác. Ví dụ thoái hóa cái hệ tim mạch, hệ nội tiết, rồi những cái hệ hô hấp, rồi hệ tiết niệu, tất cả cái đó đều xuống thoái hóa thì chúng ta cái gì chung nhất, chứ còn cái đụng đến cái gì thì chúng ta lại kiêng cái đó thì cũng không phải. Cho nên cái gì chung nhất là cái chế độ ăn làm sao cho nó hợp lý, cho nên nó phải cân đối theo một cái cấu trúc của cái dinh dưỡng về đường bao nhiêu, đạm bao nhiêu, mỡ bao nhiêu và các vitamin và khoáng chất. Đấy. Và về chế độ luyện tập hàng ngày và thói quen sinh hoạt, đó là quan trọng để mình phòng chống tất cả các loại bệnh chứ không phải riêng gì một cái thoái hóa khớp. Thế mà để cho chi tiết cụ thể nào thì các bạn mà mọi người khán giả xem đài mà chưa cập nhật được thì cũng trao đổi với chỗ 365 Medihome. Bọn tôi sẽ có tư vấn rất là cụ thể cho từng đối tượng một. Và đa phần Thảo Nguyên thấy là thoái hóa khớp là bị gì? Thứ nhất có thể là kẻ thù của chúng ta là tuổi tác chẳng hạn. Nhưng mà cái khoảng mà thời thanh xuân thì chúng ta lười vận động. Xuân thì lại ham cái khác cơ. Dạ. Lại ham cái khác cơ. Làm cái ham cái gì nó phải cảm giác thật mạnh hoặc là nó phải cảm giác thật là dạ nó phải mạnh mẽ mới chịu. Rồi xong rồi cái chế độ dinh dưỡng của mình không có đầu tư nữa. Mình uống nè rượu, bia, ăn thức ăn nhanh, thức khuya, rồi hút thuốc lá, vân vân, rất nhiều những cái tác động đến với sức khỏe của mình. Rồi sau đó về già chúng ta thấy cái hậu quả ghê gớm là chúng ta đã thiêu đốt cái sức khỏe của mình rất nhiều. Nên bây giờ Thông Nguyên nghĩ rằng là các bạn trẻ, nếu như quý vị chúng ta đang có xem chương trình thì hãy ý thức được rằng chúng ta sẽ bị thoái hóa khớp. Ngay từ bây giờ hãy tập thể dục. Đôi khi tập thể dục rất là mệt đúng không ạ? Ngồi không nằm ngủ sướng hơn. Nhưng mà chúng ta tập bây giờ tốt về sau cho mình. Đúng không? Phải tạo thói quen, chứ ngủ nướng rất thích. Dạ, giống như cuộc đời có một gang tay, những kẻ ngủ ngày chỉ được nửa gang. Là như vậy. Bây giờ mình sẽ đến với một câu hỏi khác nữa ạ. Đây, bạn Nguyễn Diệu Mai ạ. Tôi bị thoái hóa tất cả các khớp. Ghê vậy. Hiện tại tôi đang đau vùng hai bả vai và khớp háng đầu gối. Tôi muốn mua Implapen ạ. Thông Nguyên thấy này lạ quá. Như thế nào, phải liên hệ bằng cách nào, xin chỉ dẫn. Implapen. Inflapen. Tại đôi khi nó chuyên môn quá, Thông Nguyên không biết đọc đúng không? Thì nó quá cụ thể này thì bạn nên liên hệ với 365 Medihome. Rồi sẽ có tư vấn cụ thể cho. Thứ nhất là người ta sẽ tư vấn cho mình cái bệnh lý về xương khớp có đúng là thoái hóa hay không. Hay là cái bệnh lý nào khác nó gây nên. Rất nhiều bệnh lý nó gây ra mà cái biểu hiện của nó lại là ở khớp. Bệnh lý chỗ khác nhưng biểu hiện ở khớp. Ví dụ như bệnh lý về nhiễm trùng, nó nhiễm trùng ở một cơ quan nào đó nhưng nó lại gây ra phản ứng ở tại khớp. Mà đã phản ứng một khớp thì không phải một khớp mà nhiều khớp. Cho nên là tốt nhất là bạn liên hệ với 365 Medihome và cung cấp toàn bộ những cái hồ sơ cái bệnh lý của mình cho bác sĩ người ta tham khảo và từ đó người ta sẽ có cái tư vấn cho cụ thể. Cho nên tự nhiên mà hỏi cái thuốc này ai chỉ định cho mình
Tại vì khi mình biết thuốc phải có ai chỉ định cho. Chứ còn tự nhiên mà thì cung cấp cho cái thông tin thuốc nhưng mà mình không phải là mình chỉ định thì nó cũng không yên tâm. Cái tên không phải là đúng không ạ? Không phải là tên nó đúng không ạ? Tên thuốc á. Tên thuốc bây giờ thì mỗi một cái hãng nó lấy một cái tên khác nhau. Uh-huh. Quan trọng là cái biệt dược gốc của nó là cái gì? Cái gốc của nó là cái gì? Dạ, yeah. Ok. Vậy thôi, mời bạn sẽ đến với 365 Midi Home nha. Chụp cái hình ảnh thuốc để bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể hơn. Còn bây giờ với tổng đài 0826-365-365, 0827-365-365, chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Dũng, 38 tuổi, đến từ Thái Bình. Dạ, xin chào anh Dũng ạ. Dạ, em xin chào bác sĩ và em xin chào biên tập chương trình ạ. Dạ, chào anh. Rồi, bây giờ xin mời anh đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Dạ, vâng, xin chào anh Dũng ạ. Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là tư vấn giúp cho em là mẹ em là bị khoái hóa khớp ạ. Thì tại là hai đầu gối của mẹ em là sưng và có dịch rất nhiều trong mà đã đi hút rồi. Nhưng mà chỉ được một thời gian thì lại sưng to lên và không đau lắm mà không đi lại được. Thì xin bác sĩ tư vấn em cái hướng giải quyết là như thế nào ạ? Vâng. Dạ. Cái thoái hóa khớp mà đến giai đoạn mà nó có tràn dịch khớp phải chọc hút. Thì cái tổn thương của cái bệnh lý do thoái hóa khớp thì nó rất là phức tạp. Đầu tiên là cái tổn thương cái sụn khớp. Cái sụn khớp xong cái tổ chức sụn á, cái tế bào sụn á, nó lại sinh sản ra để nó bù đắp lại những cái mà bị mất. Đến một lúc nào đó thì cái mất cân bằng cái sinh sản tạo ra đó thì nó sẽ gây ra tổn thương bào mòn cái sụn đi. Nhưng mà trong quá trình cái tế bào sụn nó sinh ra những cái tổ chức của sụn ấy, thì nó đồng thời nó lại sinh ra cái men. Mà chính những cái men đó nó lại phá hủy cái cấu trúc của sụn. Và đến lúc nào đó cái phá hủy đó nó mạnh hơn và cái tái tạo của mình nó kém đi thì nó sẽ gây tổn thương. Và khi tổn thương rồi thì những cái thành phần của sụn đó nó lại đưa vào những cái sản phẩm của sụn bị phân hủy ấy, nó đưa vào trong cái dịch khớp. Và trong dịch khớp thì trong cái màng của cái bao hoạt dịch ấy, nó lại có những cái tế bào bạch cái đại thực bào ấy, nó ăn những cái thành phần đó. Mà khi ăn thành phần đó thì nó lại sinh ra những cái chất mà gọi là chất miễn dịch. Mà chính cái chất miễn dịch đó nó sẽ làm cho cái tổn thương của cái khớp càng ngày càng nặng nề hơn và nó sinh ra gây viêm xung quanh cái khớp đó và nó có biểu hiện như là mẹ của anh. Nhưng mà khi mà điều trị thì cái này trước hết thì mình phải xem mức độ của nó như thế nào, chụp phim trước làm sao và những cái thuốc gì đã sử dụng, có những bệnh lý gì liên quan nữa cơ. Chứ còn bây giờ bảo mình không có xem trực tiếp bệnh nhân, không có xem khám được, chỉ nghe cái này thôi thì và cái mức độ bệnh như vậy thì cũng không thể có một cái dám cho một cái thuốc cụ thể nào được. Muốn cho thuốc cụ thể thì anh cứ liên hệ với chỗ 365 Medi Home. Người ta sẽ gọi điện video call trực tiếp và sẽ nhìn trực tiếp người bệnh và sẽ tham khảo tất cả những hồ sơ bệnh án về bệnh lý của mẹ anh. Người ta sẽ có những cái tư vấn. Thế còn trước mắt thì vâng. Một chút là theo như sự tư vấn của bác sĩ thì mẹ em có nên hút dịch thường xuyên không ạ? Và nó có hại gì không ạ? Cái vấn đề hút dịch thì nó chỉ là một cái giải quyết cái phần ngọn thôi. Còn cơ bản nhất là phải làm sao là cái dịch nó không tiết ra nữa. Đó. Thì cái đó mới là cái căn bản. Chứ còn hút dịch thì nó cũng có cái vấn đề rất là nguy hiểm. Chứ là hút nhiều lần nó sẽ có gây ra cái nhiễm trùng khớp gối. Nhiễm trùng khớp gối thì nó gây ra cái hậu quả vô cùng khôn lường. Thì cái đó thì cũng phải là thận trọng, chứ không nên lạm dụng hút dịch nhiều. Thực ra không phải cái hút dịch nó giải quyết được cái vấn đề gì trong cái này cả. Cho nên là thực ra không nên hút dịch. Không nên hút dịch. Thế phải nên đi khám ở cái cơ sở y tế và làm sao người ta xem mức độ như nào, người ta có những cái chỉ định thuốc men rồi những cái thủ thuật khác nó hợp lý hơn. Có nhiều phương pháp đó. Có nhiều phương pháp, hãy chọn cho mình cái phương pháp tối ưu nhất, không bị đau nhất, đỡ tốn tiền nhất, đỡ mệt nhất. Còn những nào bác sĩ nhỉ? Thì đến với 365 Midi Home. Video call cho bác sĩ trước khi mình làm gì với cơ thể của mình, đặc biệt hơn khớp của mình quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một câu hỏi nữa và thời gian không còn nhiều. Quý vị chúng ta tranh thủ gọi về cho chúng tôi ở số 0826-365-365, 0827-365-365 và tổng đài của 365 Midi Home là 1900-9204. Chúng ta sẽ đến với một thành viên của trang mạng giao thông quốc gia 91.com.vn. Anh ấy rất là thật thà. Anh tên là Thắng Thật Thà. Bác sĩ cho cháu hỏi, cháu bị từ năm ngoái, nó tê và đau một bên mông phải và có lên bệnh viện Bạch Mai khám và chụp X-quang thường.
bác sĩ cũng không cho đi chụp cộng hưởng từ, kết luận cho cháu là đau dây thần kinh tọa và cho cháu thuốc về nhà uống và thấy đau rất là khó chịu. Vậy cháu có phải đi chụp cộng hưởng từ không? Cháu năm nay 31 tuổi. Cái tuổi này mà bị cái biểu hiện thì chắc chắn cái một là nó phải có một cái tác nhân cơ học nào đó, là do cái lao động hoặc là do tư thế hoặc là do cái tai nạn gì đó thì nó gây ra cái tác động vào cuộc sống, nó gây ra cái thì mới có cái biểu hiện của cái thần kinh tọa này được. Dạ. Còn tất nhiên bây giờ là mình đi chụp cộng hưởng từ là quá tốt rồi, bởi vì bác sĩ sẽ nhìn được rõ xem là có cái tổn thương chèn ép đó hay không. Thế còn một cái đau mà bên mông phải mà nó còn lan xuống dưới đó thì chắc chắn là cái biểu hiện đó là biểu hiện của chèn ép của dây thần kinh rồi. Và thì muốn là do xem biết là cái nguyên nhân như thế nào thì cái cộng hưởng từ là cái nên khuyến cáo. Và dạ, nếu... vậy là bạn này phải đi chụp cộng hưởng từ rồi. Vâng. Ủa vậy bạn có phải bị đau dây thần kinh tọa không ạ? Đấy, dây thần kinh tọa là cái gốc của nó là từ trên cái cột sống nó đi xuống. Vâng. Thế cái rễ thần kinh nó từ cột sống đi ra, nó kết hợp với nhau, nó tạo ra một cái sợi dây thần kinh mà chi phối những cái chủ yếu ở phía dưới này. Gọi là thần kinh tọa, các cụ gọi là thần kinh tọa, tọa tức là ngồi đấy. Dạ. Đấy. Cho nên là ngồi. Thế nên là có biểu hiện này thì người ta nghĩ nhiều đến cái chèn ép ở phía trên đó, mà chèn ép phía trên đó thì khảo sát tốt nhất là đi chụp cái cộng hưởng từ. Lần nào cũng vậy, quý vị Thảo Nguyên khám phá ra một điều là mỗi lần mà làm chương trình tư vấn trực tiếp về sức khỏe, chỉ cần nói về một cái bệnh nào thôi, lúc đầu mình nghĩ chỉ có A, nó ra A phẩy, nó ra B, nó ra C, nó ra D luôn. Có quá nhiều những cái vấn đề nó làm cho sức khỏe của mình không tốt. Và đúng là nếu như mà chúng ta chỉ suy đoán bệnh tình của mình không thôi thì không đúng, không tốt một chút nào hết. Chúng ta phải có cái sự thăm khám của bác sĩ. Bây giờ mời quý vị cùng kết nối với cô Hòa, 58 tuổi, đến từ Nghệ An ạ. Dạ, xin chào cô Hòa. Vâng. Dạ, con mời cô đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. Vâng. Dạ. Dạ, mời bác sĩ đang nghe này. Năm nay tôi 58 tuổi, nhưng mà vừa rồi tôi đi khám là bị thoái hóa đốt sống cổ. Vậy là hai bàn tay của tôi là bị tê, mà lại cứng khớp khó co duỗi đó. Vâng. Bây giờ là bác sĩ bảo là uống thuốc cái gì ạ? Tôi cũng uống nhiều thuốc nhưng mà không được. Vâng, thoái đốt sống cổ và tê tay lâu chưa hả chị? Nói chung cũng thời gian cũng một năm rồi đó. Dạ, uống thuốc, mình uống thuốc theo toa của bệnh viện nó có bớt không? Nó có đáp ứng bớt đấy, thế nào không? Nói chung... bắt đầu đi khám là uống thuốc là mình đỡ, nhưng mà đi tiêm rồi cũng đỡ một thời gian thì quay trở lại. Vâng. Cái vấn đề điều trị cơ bản của chị bây giờ là cái thuốc chỉ giải quyết cái trước mắt lúc nào nó đau thôi. Còn giải quyết về cái lâu dài ấy, vẫn là cái đi điều trị và lý trị liệu. Người ta sẽ dùng nhiều cái tác nhân, ví dụ như là dùng những cái dòng điện, dùng cái sóng ngắn, rồi dùng những cái điện trường, từ trường để người ta làm cho thư giãn cái cơ ở cái sống cổ và nó tăng cường nuôi dưỡng những cái dinh dưỡng ở cái đốt sống ấy, nó làm chậm quá trình thoái hóa đi. Thế đồng thời người ta sẽ có những cái kéo giãn của sống cổ để giải phóng cái chèn ép vào cái rễ thần kinh thì nó mới hết được cái tê của hai tay. Và từ cái tê tay nó ấy thì nó sẽ hạn chế cái vận động khớp. Vâng, thì chị nên đi điều trị và lý trị liệu ở cơ sở và lý trị liệu ở trong bệnh viện ấy. Chị ở tỉnh nào ta? Ở tỉnh Nghệ An ạ. Vâng, có gần cái bệnh viện lớn nào không ạ? Không, ở đây chỉ có bệnh viện Dung là của huyện thôi. Vâng, ở huyện thì có lẽ cũng có những cái chỗ điều trị và lý trị liệu kéo giãn cuộc sống cổ tốt lắm chị ạ. Vâng, rồi bên cạnh đó thì chị tập. Nếu mà không có điều kiện chị cứ tập vẫy tay, rồi tập những cái cột sống cổ, chị liên hệ với 365 Medihome, rồi người ta hướng dẫn cho cái cách tập cột sống cổ như nào để cho nó chậm quá trình thoái hóa và giải phóng được cái chèn ép đi. Dạ. Thế còn không ấy, chị tập thêm cái vẫy tay nữa, một ngày chị kiên trì chị vẫy, mỗi lần vẫy khoảng chừng 15-20 phút, vâng, vẫy tay
và cái cách vẫy tay như nào chị cũng liên hệ với 365 sẽ hướng dẫn cho cụ thể. Cái này rất dễ làm chị ạ. Vâng. Cảm ơn cô đã gọi điện thoại cho chương trình nha. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô nha. Dạ, con chúc cô sức khỏe ạ. Và rõ ràng là quý vị, chúng ta mình nghe câu chuyện của quý vị khán thính giả, quý vị sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó. Và chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập cực kỳ quan trọng cho cuộc sống của mỗi con người. Nhưng mà dường như là chúng ta bị cuộc sống nó làm cho lãng quên á. Và với những cuộc vui nó cũng làm cho mình cũng muốn bỏ rơi nó luôn, không có tập trung đến nó. Vậy thì bây giờ mình hỏi bác sĩ nè. Dạ, lời khuyên ạ. Lời khuyên những ai mà đang bị thoái hóa khớp, mình làm như thế nào để tốt nhất cho bản thân của người bị bệnh? Rồi nếu như chưa bị thì mình phải làm gì để cho nó đừng bị? Mà bị thì nó bị nhẹ nhàng thôi. Đầu tiên mình, như ban đầu nói, phải biết được cái chức năng, nhiệm vụ của cái khớp là gì, phải không? Chức năng nhiệm vụ của cái khớp là nó kết nối cho các xương để có những cái vận động và tạo ra cái khung để nâng đỡ cơ thể. Thì bây giờ muốn nó duy trì được chức năng của nó thì mình phải để cho nó làm việc. Chứ bây giờ cái khung nâng đỡ mà mình không có hoạt động thì nó không còn nâng đỡ nữa, thì nó sẽ mất cái vai trò của nó đi. Cái gì mà không hoạt động thì dần dần nó cũng sẽ mất đi. Thế bây giờ cái khớp xương của mình muốn cho nó vững chắc, muốn cho nó chậm thoái hóa thì mình phải vận động. Vậy mà nhiều người nghĩ là vận động thì nó sẽ bị đau. Không, vận động như thế nào đó là nghệ thuật. Nghệ thuật. Có những người chỉ nằm giường không dậy được nhưng người ta vẫn vận động. Vẫn phải vận động chứ không thể lấy được. Có người nằm giường không thể đi lại được nhưng người ta vẫn phải vận động. Vận động lay trở, rồi vận động co duỗi những cái khớp. Thế còn nếu mà đi lại được, ngồi được, chúng ta ngồi tùy theo cái cá nhân cụ thể thì ta có cái cách vận động. Thế còn những người bình thường như mình, bây giờ đang khỏe mạnh thì mình phải tập để cho cái cơ, cái gân và cái sụn khớp của nó tốt. Cơ gân của nó khỏe thì đương nhiên nó giữ cho cái khớp của mình rất vững. Khớp vững có nghĩa là cái khớp rất khỏe. Khi mình vận động cái khớp nó chắc chắn, nó không có bị tổn thương. Thì cho nên là cái vận động người ta ví như là cái con người mình giống như cái ao. Nếu mà mình không vận động thì nước nó đọng nó chỉ 3-4 ngày là nước nó sẽ sinh ra lăng quăng. Nước thối. Thế mà khi vận động chỉ còn có nước chảy lờ đờ này thôi thì nước chất trong. Thì cơ thể mình vậy này, mình vận động được vừa phải rất tốt. Nó lưu thông được toàn bộ mọi cái và đồng thời nó thanh thải được tất cả độc tố, mọi cái rất tốt. Thế cho nên là vận động và vận động, đó là cái tiêu chí của mình. Và con người của mình cũng phải vận động, không vận động thì nó trì trệ. Trì trệ là không giải quyết được việc gì. Rất là hay ạ. Hãy vận động dù trong nghịch cảnh hay là như thế nào quý vị nha. Và chúng ta không nên đặt ra những cái lý do để mà mình khỏa lấp cho cái sự lầm biến của mình, nên rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với cô Túy, 60 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, xin chào cô Túy ạ. Chào con, chào chương trình của 365 Media Home, chào bác sĩ. Chào chị Túy. Có mời cô đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. Tôi là 60 tuổi rồi bác sĩ. Chào tôi bị năm 2016, lúc đó là tôi bị tự nhiên bị đau vai, có nghĩa ngủ dậy, đang ngủ. Trước khi ngủ nó đau vai lắm, nó ngủ không được, nó đau vai mà tê, nó mút mỏi thế. Thì tôi đi chụp MRI thì người ta bảo là tôi bị thoát vị địa đệm 4-5, rồi là thoái hóa cổ và lưng. Thì tôi cũng sau đó thì tôi đi bệnh viện y học dân tộc chữa 3-4 tháng về điều về chăm cứu và uống thuốc. Thì sau đó thì cũng đỡ 90%. Sau đó nhưng cả năm sau thì lại đi lại, tôi lại tiếp tục đi chăm cứu và chăm cứu và uống thuốc thì cũng hết. Thì sau lại cũng đi lại, thì tôi cũng đi đủ thứ, nào là bấm huyệt, nào là nâng đồng cơ đồng, rồi đi điền xung, rồi cũng đi qua bên chỗ 109 Baxter để chạy những điền xung điền trường, rồi xung sáng nắng tùm lum thì tôi cũng đợi 80% sau thời gian lại đi lại. Hiện nay tôi đang bị đau cổ và nó cũng mụn vậy, thì cái vai với cái cánh tay nó tê lắm. Nó tê rồi các đầu ngón tay nó cứng. Tôi bị vận động một hồi thì nó mới là hết. Thì xin hỏi bác sĩ mình được cách nào và ăn uống như thế nào cho nó đỡ cái
tình trạng bệnh này hết bác sĩ ạ? Vâng. Bởi vì cái 60 tuổi mà cứ bị tái đi tái lại thì có nghĩa là nó có những cái bệnh lý kết hợp. Thứ nhất là do cái thoái hóa cột sống cổ nó gây thoát vị đệ đệm. Yeah. Thì thoái hóa cột sống cổ rồi đương nhiên những cái cột sống khác nó cũng sẽ có ảnh hưởng, và những cái khớp khác nó cũng có ảnh hưởng, đặc biệt là cái khớp về ngón tay, bàn tay là cũng dễ bị thoái hóa, bởi vì nó vận động nhiều. Thế thì của chị là sẽ kết hợp với hai cái, một bệnh lý về thoát vị đệ đệm cột sống cổ, và điều trị của chị bây giờ là như vậy là đúng cách rồi đấy ạ. Là nó duy trì được như vậy là tốt, đáp ứng như vậy là tốt. Đợt đầu tiên khỏi được đến 90%. Vâng. Thế sau đó tái lại điều trị đông y lại cứ vẫn đáp ứng tốt. Bây giờ điều trị với chỗ vật lý y sinh ấy, người ta điều trị cũng có nhiều kinh nghiệm lắm, có nhiều tác nhân. Quan trọng nhất là bây giờ mình theo được bao lâu rồi ạ? Dạ, bây giờ cái điều trị đó thì nó đã là mình nghỉ rồi, nó đỡ rồi mình nghỉ. Vâng. Thì xong rồi bây giờ bị lại thì không muốn, là thấy nó cũng mệt mỏi quá. Vâng. Thì đang đi uống thuốc Bắc, Ấn vâng. Nam. Vâng. Thì đang uống thuốc Nam thôi, uống cũng chưa được một tháng. Vâng. Thì nhưng vẫn còn cái triệu chứng đó. Thì hôm nay tình cờ nhà xem TV thì thấy vậy nên mình hỏi bác sĩ. Dạ. Thì bây giờ mình cái điều trị cách nào để cho nó đỡ, và mình có cách nào thì được, thế là yoga gì. Hồi trước mình cũng có tập yoga thì cũng đỡ lắm. Vâng. Nhưng mà sau khi bị té chân á, thì không tập được nữa. Mỗi lần cái đầu gối nó bị thoái hóa, khi nó đứng mấy cái động tác đứng nó đau quá. Vâng. Thế là không tập nữa. Mà bây giờ thì bác sĩ thì bây giờ mình chỉ cho tôi cách điều trị nào, tôi chỉ theo luôn. Vâng. Tôi không biết nữa. Vâng. Cái yoga thì từ từ là chị tập lại, bởi yoga những động tác của nó hỗ trợ cho cái cột sống rất là tốt. Yeah. Vâng, nhưng mà khi mà quay trở lại thì mình phải điều trị cho ổn định cái thoát vị đệ đệm của sống cổ ấy đã, bởi vì cái thoát vị này mà những cái động tác yoga nhiều khi nó chưa được ổn định hẳn, thì mà làm động tác yoga nó sẽ thúc đẩy thêm cái tình trạng bệnh, nó sẽ nặng thêm. Thế mà muốn điều trị cái thoát vị đệ đệm của sống cổ này thì cái mà hiệu quả và lâu dài mình phải kiên trì là kéo giãn cái cột sống cổ đó, kéo giãn cột sống cổ. Chị ở chỗ 109 chắc chắn người ta cũng có kéo giãn cho chị đúng không? Được không cô ạ? Dạ vâng. Vâng, ở chỗ 109 người ta cũng kéo giãn cột sống cổ cho mình đúng không? Có ạ. Vâng vâng, đấy thì chị kéo được bao lâu, được 2 tuần không? Cũng là 3 tuần. Vâng. Bây giờ từng đợt một, mình kéo một đợt, mình nghỉ một thời gian xong mình lại kéo tiếp. Cứ thỉnh thoảng mình cứ phải duy trì thế để mình duy trì cái mức độ ổn định của cái thoát vị đệ đệm. Chứ còn nếu mà mình không thì nó lại bị lại chị ạ. Lại bị lại. À, yeah. Vâng, cái thoát vị đệ đệm nó lại tái phát lại. Bây giờ mình cứ thỉnh thoảng một tháng hoặc vài ba tháng mình lại làm lần. Vâng, vâng. Yeah. Dạ. Thế rồi khi ổn định rồi thì khi nào nó ổn định thì chị lại tiếp tục chị tập cái yoga được chị ạ. Yoga nó hỗ trợ cho hệ xương khớp rất tốt. Vâng. Dạ, cảm ơn cô đã kết nối với chương trình cô nha. Chúc cô sẽ mau khỏe. Bây giờ thời gian của mình chỉ còn 3 phút nữa thôi. Và bây giờ Thông Nguyên rất muốn bác sĩ chia sẻ về thực phẩm. Nãy như mình đã nói về cái cách vận động rồi. Thì trước khi khép lại chương trình, mình sẽ tóm gọn lại là chúng ta nên làm gì để không bị thoái hóa khớp ạ? Nên làm gì không thoái khớp thì thứ nhất là ăn. Cái thứ hai là tập. Cái thứ ba là thói quen. Ăn thì có hai cái, một là ăn cái gì và không nên ăn cái gì. Thì ăn cái gì thì thứ nhất là rau, những cái rau xanh mà giàu cái vitamin, bông cải rồi đậu, tất cả các loại đậu nhá, đậu cô ve, đậu hà lan, tất cả thứ. Cái thứ hai là về hoa quả, ăn những hoa quả mà nó có màu sẫm càng tốt, và ăn càng tươi càng tốt. Còn về đến đạm thịt thì chúng ta nên ăn những cái cá, các loại cá, đặc biệt cá biển, nó có nhiều những cái omega 3 và cái vitamin rất là nhiều. Đấy, và tránh những cái thực phẩm, tránh ăn này, tránh thực phẩm mà thực phẩm đỏ, thịt đỏ, ví dụ thịt bò, thịt ngan, thịt vịt, xong rồi thịt vịt đấy, như rồi thịt gà thì ăn được tốt. Vâng. Thế còn kiêng nữa, rượu bia, tất cả các chất kích thích đó. Thì đó là những cái mà chúng ta nên. Còn tập luyện thì rõ ràng thì chúng ta tùy theo điều kiện, tùy theo tình trạng bệnh tật, tùy theo
những cái sở trường của mình để mình lựa chọn những phương pháp nào vận động tập luyện nó tốt nhất. Yeah. Như là phải tập luyện, phải vận động thì mới tránh được cái thoái hóa khớp. Yeah. Hôm nay chúng ta mình trò chuyện cùng với bác sĩ và đề tài của chúng ta là phòng ngừa và điều trị thoái hóa khớp. Hy vọng rằng là quý vị chúng ta đã biết mình cần phải làm gì cho sức khỏe của mình, và vận động là yếu tố đầu tiên duy nhất để giúp cho quý vị chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày, không bị teo cơ, không bị bất kỳ một cái vấn đề nào đi lại. Cuộc sống của chúng ta sẽ được nâng lên và không có bất kỳ một cái trở ngại nào trong quá trình sinh hoạt của tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào. Dạ. Cảm ơn một lần nữa. Còn bây giờ Thảo Nguyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam trên 365 FM tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365.